Đến hôm nay là ngày 16 tháng 10, tức là trên dưới 2 tuần. Tôi đi giảng từ bắt đầu đến Mỹ cái là giảng từ Oklahoma đến Chicago, đến Boston, New York, North Carolina, San Jose trật này. Thứ tư tới đi Las Vegas. Thứ hai sau đi Houston. Sau rồi đến thứ năm thì đi Orange County, giảng ở nhà thờ Kiến. Thì trong suốt từ 27 tháng 9 cho đến ngày về Việt Nam là 30 tháng 10 sẽ về Việt Nam. Cứ đi suốt cả ngày vậy. Cứ ra khỏi nhà đến nhà thờ, giảng giảng xong về nhà ngủ lại ra nhà thờ. Đi toàn là chỉ có ra nhà thờ, đi Mỹ trật này chỉ có biết nhà thờ. Về nhà bây giờ mà kể nhà thờ thì đủ hết các nhà thờ, toàn nước Mỹ này. Thì tôi giảng từ Oklahoma cho đến ngày hôm nay thì chắc là chỉ còn có một chỗ nữa là Las Vegas, vì nó là đại hội thánh mẫu thì chắc đông hơn đây, nhưng ngoại trừ Las Vegas chắc chưa có chỗ nào mà đông như Đức Mẹ La Vang này. Giêsu chúa tôi đông quá lẽ thế này, như là lễ Chúa Nhật thế này, bây giờ có thấy chỗ nào mà đông như thế này. Chúa tôi người Việt Nam mà đông như thế này làm em ngợp luôn đấy, sợ luôn đấy. À, thôi nhưng mà nói chuyện đùa vậy thôi. Ừ, ở Việt Nam thì tôi dạy học thì cũng nhiều, cũng cả hàng ngàn người, cũng nhiều quen rồi. Nhưng mà nói này, ở bên Mỹ mà đông người Việt Nam mà tập trung ở chỗ Đức Mẹ La Vang thế này thì phải biết rằng là anh chị em mộ mến Chúa mà mộ mến giáo hội thế nào. Tôi xin vào việc liền. Anh chị em lúc nãy đi lễ, tôi có nói lúc đầu lễ thì thực sự ra là nói đầu lễ để anh chị em có cái ý niệm, nhưng bây giờ tôi nói lại thì nó sẽ ngấm hơn, vì tôi dạy học nói một lần thì người ta nghe, nhưng mà nói lần thứ hai lần thứ ba họ sẽ nhiều lần họ sẽ ngấm hơn. Còn nếu người nào lúc nãy không đi lễ thì bây giờ tôi nói anh chị em sẽ hiểu. Chúng ta cứ hay nói là đi lễ, xin anh chị em với cái điều học hôm nay chúng ta phải sửa lại, chúng ta phải sửa lại. Vì nếu chúng ta không sửa lại á, chúng ta sẽ cảm thấy rất là nặng nề. Chúng ta phải sửa lại nhá. Sửa lại cái gì? Là mở âm thanh thì nó lớn lớn lên tí, mình để sát đây. Bây giờ âm thanh mình có thể mở lớn lên tí được, âm thanh có thể lớn hơn tí nữa được không? Mình để sát đây, cái miệng của mình nó cứ dính cái chiếc nó khô. Mở mở đi để mình cho nó xa xa một tí, để mình còn ngoáy ngó tay chân, ngoáy ngó sát vào bên này thì giống như mấy cái ông diễn viên nó hát. Vì tôi để thế này thì tay tôi nó còn ngoáy được, còn nó sát như vậy là mấy cái anh giống như anh ca sĩ nó cứ sát vào cái miệng nó như thế này. Em thì không phải ca sĩ, em là cái ông nói được bác. Được rồi, họ mở cái kia lớn lên một tí là được đấy. Ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Chúng ta mà nói đi lễ nó sẽ xảy ra là thế này. Chúng ta là người Công giáo thì đi lễ nhà thờ. Người Phật giáo họ đi lễ đi chùa. Hồi giáo thì có đền thờ Hồi giáo. Nói tóm lại cho dễ hiểu, chúng ta đi lễ chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng này là ai có đạo nào thì đi làm việc tôn giáo ở cái nhà họ, mình là Công giáo thì làm việc tôn giáo ở cái nhà thờ, cái anh mà Phật giáo thì làm việc tôn giáo ở nhà chùa, cái anh Hồi giáo thì đi đền thờ Hồi giáo, anh Do Thái thì đi đi vào cái chỗ hội hội đường. Lạy Chúa tôi như thế này là chết tôi luôn. Cuối cùng chúng ta biến tôn giáo, chúng ta biến đạo của chúng ta là một cái nghi lễ tôn giáo, chết đó, không có được. Hội thánh của Chúa không là một nghi thức tôn giáo. Và nếu chúng ta nói mạnh thế này, chúng ta cứ mỗi Chúa Nhật chúng ta đi đến nhà thờ, chúng ta tham dự thánh lễ mà nhìn bằng cái khuôn mặt là chúng ta tham dự thánh lễ thôi. Chúng ta biết là chúng ta có nhiều cử hành lắm, là thánh lễ này, rửa tội này, thêm sức này, hôn phối, nhiều 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 an táng. Mà cái vấn đề chủ yếu là Chúa Nhật chúng ta đi lễ,
Thế chúng ta cứ bảo đi lễ thì bây giờ đi lễ thì mình có đạo thì mình đi lễ. Ôi thôi tôi chết rồi, ôi tôi chết rồi. Không hề như thế. Chúng ta không làm một hành vi tôn giáo, nhưng chúng ta đến nhà thờ. Xin lỗi anh chị em, chúng ta đến nhà thờ vì đến chúng ta là nhà thờ. Còn nhiều nơi trên thế giới không có nhà thờ. Họ không có phải là họ đến cái nhà thờ, mà họ sẽ có thể ở một gốc cây, ở một cái chỗ công viên, họ cử hành thánh thể. Vì thế chúng ta lưu ý thế này: từ nay trở đi chúng ta không có nói đi lễ, mà chúng ta sẽ nói thế này: chúng ta đi tham dự thánh thể. Nhớ chưa nhỉ? Thánh thể nhỉ? Nhớ, chúng ta tham dự thánh thể. Nhớ thánh thể nhỉ? Cái chữ thánh thể quan trọng lắm. Thánh thể, thể là thân thể mình. Thánh thể nghĩa là chúng ta đi đến đây để chúng ta sẽ làm cái điều mà sự hiện diện của Chúa ở nơi đây, trong nhà này, hoặc ở một công trường, hoặc ở gốc cây, thì tôi tìm Chúa, chứ tôi không làm một hành vi tôn giáo. Tôi tìm Chúa và tôi sống với Chúa và tôi gặp gỡ Chúa. Và qua cái cử chỉ này, cái mấu chốt của tôi là gặp gỡ Chúa. Anh chị em lúc nãy nghe cái bài giảng đó, tôi nói rất là nhiều, tôi dạy rất là nhiều, nhưng mà Chúa sẽ dùng những cái con người nhắc cho tôi. Tôi dạy học mà. Nhưng đến khi tôi giải tội, người ta hỏi: cha ơi cha, con thấy cha dâng lễ, con sốt sáng lắm, con thấy Chúa. Còn bản thân cha, cha có thấy Chúa không? Họ đâu có phải đi làm cử chỉ tôn giáo. Họ gặp Chúa mà, họ gặp Chúa mà. Họ thấy Chúa qua cử hành thánh thể mà. Còn bản thân cha, cha làm cho con thấy Chúa. Còn thấy, còn cha, cha có thấy Chúa không? Thôi chết rồi, lại Chúa con. Con cho người ta thấy Chúa, còn con cử hành, con có thấy Chúa không? Đấy là vấn đề. Vậy chúng ta tham dự cử hành thánh thể là chúng ta đến đây, bất luận ở nhà thờ này hay ở ngoài đường hay bất cứ đâu, khi cử hành thánh thể, vấn đề của chúng ta là chúng ta tìm gặp Chúa. Anh chị em nhớ nhé, cử hành thánh thể. Và để minh họa cái này, tôi kể cho anh chị em, tôi phải tạ ơn Chúa trong đời linh mục của tôi. Và khi dạy học cho các thầy, các sơ, nhiều khi thì mình cũng dạy cho các trò. Nhưng mà khi tôi ra làm cha xứ đó, thì chính anh chị em dạy cho tôi. Nó như cái câu chuyện vừa rồi trong tòa giải tội là cái bài học anh chị em dạy cho tôi. Thì tôi kể cho anh chị em một cái câu chuyện này mà nó tác động tôi vô cùng. Ở đây có ai biết tôi khi tôi làm lễ ở nhà thờ Regina Mundi quận 3 không? Ai biết giơ tay xem nào. Rồi, cảm ơn, có vài ba người biết. Thì khi đó tôi ở trong Đại chủng viện Sài Gòn, là Đức Tổng Giám mục trao cho tôi đi ra làm lễ ở một cái nhà thờ của các sơ. Thì có một lần đó thì nhà thờ nó bé thôi, mọi người dự lễ thì một vài trăm người, tôi thuộc hết, tôi làm lễ đó 12 năm. Thế thì tôi thấy có một cái ông đó, ông ấy đi lễ thường xuyên lắm mà không bao giờ thấy ông rước lễ, không bao giờ thấy ông rước lễ. Thế cái hôm đó thì tôi vừa mới cởi áo lễ xong, tôi đi ra thì ông ấy đón ở ngay cái cửa phòng áo á. Ông ra ông chào thế này: chào linh mục. Tôi nghe thấy cái người tôi quen biết trong nhà thờ mà chào linh mục. Mà chào linh mục tôi thấy đó là quân nước ngoài rồi đấy. Quân nước trong thì là chào cha. Quân nước trong thì chào cha, còn quân nước ngoài thì mới là chào linh mục. Tôi giật mình. Tôi thấy chào linh mục cái thì tôi cũng nói: chào bác. Thế ông bảo vậy này, thế linh mục có thấy tôi không? Ở trong nhà thờ ông bảo thấy, thấy thường xuyên. Linh mục có nhận xét gì không? Thì tôi nói: mà con mắt của tôi thì tôi dâng lễ, thì tôi hay chú ý giáo dân của mình lắm, để tôi biết và tôi giúp cho họ. Thế tôi nói tôi thấy ông, nhưng mà ông đi nhà thờ, đi lễ đây chả thấy rước lễ bao giờ. À, ông bảo đúng, 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 tôi là người ngoại giáo, nhưng mà tôi đi lễ ở đây thì người ta nói ở đây ca đoàn hát rất là hay, mà ông cha giảng cũng không đến nỗi tồi. À, giảng không đến nỗi tồi, nên tôi đến đây thì tôi nghe linh mục giảng và nghe ca đoàn hát. Nhưng tôi xin hỏi linh mục câu này: tôi đi nhà thờ này
nhắm mắt cũng biết lúc nào ngồi, lúc nào đứng, lúc nào quỳ. Tôi thuộc hết, tôi không có đạo tôi thuộc hết. Nhưng mà tôi không có hiểu tại sao mấy cái người này lặp đi lặp lại, lặp tới lặp lui như vậy, mà ngày nào chủ nhật nào cũng đi hết đấy cả. Vậy tôi hỏi linh mục, cái gì mà hấp dẫn họ? Tôi là người ngoại mà cái gì tôi thấy. Nên giờ nếu mà trường hợp như tôi đến đây, tôi có cái nhu cầu là nghe linh mục nói và nghe ca đoàn. Nhưng mà nếu giả dụ như bây giờ thiết thì người ta tại sao họ cứ đi? Tôi nói này, xin lỗi ông nhá, ông đi ông nhắm có hai yếu tố là nghe một ông cha nói và nghe ca đoàn. Xin lỗi, tôi không có làm lễ ở đây hay bất cứ ca đoàn nào khác, họ vẫn đi à? Mà tôi nói nha, nhiều người đó mà họ già cả đó, họ không ra nhà thờ, họ không có chịu được. Ai tin cái điều này giơ tay em xem nào. Họ không ra nhà thờ, họ không chịu được. Vậy thì tôi hỏi ông, họ bây giờ nếu mà chuyện đứng ngồi bái quỳ thì cái chuyện đó thì lúc nào mà chả làm được. Còn bây giờ họ đi ra nhà thờ mà không ra nhà thờ, không chịu được, mà lặp lại đi lặp lại, cái đó là cái gì? Thế ông bảo, có cái gì mà đặc biệt vậy linh mục? Tôi nói vậy này, ông thì đi nghe bài giảng, nghe ca đoàn hát, nhưng mấy cái người này á, ông nào giảng cũng được, ca đoàn nào hát được. Họ đến đây, họ tìm đấng vô hình. Ông bảo, khó hiểu, khó hiểu. Vô hình, đấng vô hình như thế nào? Bây giờ linh mục giải thích cho tôi đấng vô hình thế nào? Có gì khó, đơn giản. Thì lúc bây giờ, vì tôi cởi áo lễ rồi, tất cả mọi người đi ra hết, ai cũng đi ra hết, nhà thờ thì lễ xong rồi. Nhưng vẫn còn một số người quỳ ở lại. Cảm ơn Chúa. Tôi dẫn cái người đó ra, tôi nói, ông có thấy hai ba cái người đang quỳ ở kia? Tôi ra rồi, ca đoàn hết rồi, chả còn ai hết. Ông nhìn cái khuôn mặt của họ, ông nhìn kia kìa, đấng vô hình ở khuôn mặt của họ. Ông bảo, nghĩa là sao? Ông nhìn xem cái ánh mắt của họ, cái cách thức của họ. Họ đang quỳ trước đấng vô hình. Tôi hết việc, mọi người hết việc, họ không có tìm tôi vì tôi đi ra rồi. Họ đang tìm đấng vô hình. Ông bảo, khó hiểu, khó hiểu. Tôi nói, vì ông vô thần nên ông không hiểu. Còn họ là người tìm đấng vô hình, họ tìm Chúa, nên đối với họ đơn giản. Thế ông bảo, vậy bây giờ linh mục có thể giúp cho tôi để tìm cái đấng vô hình không? À, tôi bảo, không khó, không khó. Dù ông chưa có biết đấng vô hình, nhưng đấng vô hình đã biết ông rồi. Để tôi chỉ cho ông tìm đấng vô hình này. Đấng vô hình đang hiện diện. Ngài yêu thương hết mọi người, mà Ngài ai Ngài cũng thương hết. Nhưng mà tôi chỉ cho ông tìm đấng vô hình này. Tôi lôi ông vào, quỳ bên cạnh đây. Vậy ông quỳ với tôi nhá. Ông quỳ với tôi. Ông nói, tôi nói cái gì ông nói như vậy. Ông nhìn lên cái nhà chậu kia kìa, cái ô vuông vuông, ông thấy có cái đèn sáng sáng đó, là đấng vô hình ở trong đó đó. Ông nói với như vậy: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tin Chúa hiện diện nơi đây, xin cho con gặp gỡ Chúa. Ông nói lại đi: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tin Chúa đang hiện diện nơi đây, xin cho con gặp gỡ Chúa. Lặp lại. Ông lặp đi lặp lại cho khi thuộc nào mới được đi ra. Ông lặp lại đúng nha. Mỗi một lần ông đến đây, ông nghe tôi giảng hay là nghe ca đoàn hát, ông cứ nói đi nói lại chỉ có một câu này thôi: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tin Chúa đang hiện diện nơi đây, xin cho con gặp gỡ Chúa. 3 tháng sau, ông nói thế này: Linh mục ơi, từ khi mà linh mục nói với tôi cái điều đó, nó làm cho tôi có một cái gì nó bình an lắm. Trước đây thì tôi nghe nói cái này nói cái kia, nhưng mà bây giờ tôi thấy quả thật nó có gì nó làm cho tôi bình an. Mà lúc nào bắt đầu đến nhà thờ thì tôi cứ như nó có gì nó cuốn hút tôi đến. Thế tôi nói, bắt đầu khảo đấng vô hình mà ông bắt đầu tìm thấy dấu vết của Ngài rồi. Đây, tôi sẽ chỉ cho ông, rồi dần dần tôi giúp cho ông mới học giáo lý, ông mới rửa tội, ông rửa tội. Tôi kể cái câu chuyện đó để cái gì? Khởi đầu, kẻ vô thần nhìn thấy chúng ta cầu nguyện mà họ thắc mắc về đấng vô hình mà chúng ta đang sống. Nhưng lạy Chúa tôi, chúng ta không thấy đấng vô hình. Đi lễ thấy cha ban phép lành xong rồi đi về liền.
Chúng ta chỉ làm đơn thuần, chỉ làm một cái hành vi tôn giáo, nhưng chúng ta không gặp gỡ Chúa, trong khi người ta đi tìm cái đấng vô hình. Chúng ta đau khổ một cái là chúng ta vô cùng, chúng ta đi lễ nhiều vô cùng, nhưng mà ngày nọ sang ngày kia chúng ta không gặp Chúa. Chúng ta không có gặp Chúa. Và đây là cái nỗi khổ của chúng ta. Vì không gặp Chúa nên chúng ta sẽ luôn luôn lúc nào cũng chỉ đơn thuần, chỉ là chúng ta thao tác các động tác. Mà thao tác các động tác á, thì xin lỗi, chúng ta đang hành động ở nơi đây để gặp gỡ đấng vô hình. Chính ta phải gặp gỡ đấng vô hình và người khác qua chúng ta gặp gỡ đấng vô hình. Như tôi nói anh chị em, cha cử hành thánh lễ, cha có gặp Chúa không? Còn chúng ta đi đến đây, chúng ta có gặp Chúa không? Thế là bởi vì chúng ta không gặp gỡ Chúa và chúng ta cũng không làm cho người khác gặp gỡ Chúa, nên toàn bộ tất cả mọi điều chúng ta làm cử hành trong thánh lễ đều là các thao tác. Đôi khi các thao tác đó lại trở thành một thể loại khẳng định về mình, rồi kèn cựa nhau toàn bằng cái thao tác thôi. Làm cho Chúa gặp, chúng ta gặp Chúa và người khác gặp Chúa nơi chúng ta gần như zero. Anh chị em tin tôi nói không? Ai tin cho tôi xem nào. Đây là vấn đề mấu chốt đó. Vấn đề mấu chốt sự sống còn đó. Hội thánh của Chúa tồn tại suốt 2000 năm không phải bởi thao tác này hay thao tác kia, bởi nhóm này hay nhóm khác, nhưng bởi vì hội thánh tồn tại vì có Chúa đang hiện diện nơi giáo hội. Mà bất cứ ai gặp gỡ Chúa, chúng ta hạnh phúc lắm. Chúng ta sẽ luôn luôn sẽ cảm thấy niềm vui của chúng ta gặp gỡ Chúa. Do đó đây là cái chìa khóa đầu tiên trong cái buổi phụng vụ này. Tôi nói tất cả chúng ta đi tham dự thánh lễ và toàn bộ tất cả mọi người tham dự vào đóng một vai trò nào khi tham dự thánh lễ, khi cử hành thánh lễ, buộc người đó phải ý thức rằng tôi đang làm sao qua cử hành này tôi gặp gỡ Chúa, và qua cử hành này người khác thấy tôi mà gặp gỡ Chúa. Người khác thấy tôi mà gặp gỡ Chúa. Các bác hiểu em nói chưa? Từ cái chỗ này tôi sẽ sang đấy ba yếu tố sau đây để chúng ta làm cho người khác gặp gỡ Chúa. Trước hết, Chúa đấng vô hình kia, người ta đấng vô hình, Thiên Chúa là đấng siêu nhiên, Thiên Chúa là đấng cao cả, ai thấy được? Nhưng Thiên Chúa lại làm cho chúng ta thấy qua các thừa tác viên. Anh chị em rất thân mến, tất cả chúng ta đây đang ngồi đây, những người trong ban phụng vụ, những người công bố lời Chúa, những người trong ca đoàn, tôi xin thưa anh chị em nha, tất cả mọi người, dù linh mục, dù giáo hoàng, giám mục, linh mục hay giáo dân, toàn bộ tất cả, khi chúng ta đóng bất cứ một vai trò nào, linh mục cử hành thánh lễ, thầy phó tế, rồi người phụng vụ đọc thánh thư, rồi ca đoàn, đều có một cái tên này là thừa tác viên của hội thánh. Anh chị em nhớ nha, toàn bộ tất cả anh chị em gọi là cha. Cảm ơn anh chị em. Nhưng mà khi tôi dâng lễ một cái, tôi có một cái tên mới liền, là khi tôi dâng lễ vì tôi chịu chức thánh thì tôi sẽ có tên là thừa tác viên chức thánh. Anh chị em không có phải là người chịu chức thánh, anh chị em là thừa tác viên giáo dân. Vậy thừa tác viên dù là chức thánh hay là giáo dân thì cái từ ngữ là thừa tác viên. Vậy thừa tác viên là gì? Thừa tác viên, viên là người, thừa tác là người được ủy nhiệm. Anh không phải là tác giả của cử hành thánh thể, vì Chúa là đấng hiện diện, Chúa không có cần anh. Nhưng Chúa ủy nhiệm cho anh để làm cho người khác qua anh thấy Chúa. Vì vậy, linh mục hay mọi người chỉ là dụng cụ Chúa dùng làm cho người khác thấy Chúa. Dù bất cứ ai, giáo hoàng, giám mục, linh mục, giáo dân, tất cả tật, chúng ta không ai được quyền biến thánh lễ là của mình, là mình là tác giả, mà mình chỉ là dụng cụ, vì là thừa tác viên ủy nhiệm cho mà làm. Thì anh làm sao anh cử hành?
cho người khác thấy Chúa. Do đó có mấy yếu tố sau đây. Chúng ta khi tham dự linh mục hay gì đó, còn đặc biệt đây, đối với các anh chị em trong ban phụng vụ, đối với ca đoàn hay bất cứ ai tham dự cái gì, các bạn nhớ một điều rất cơ bản. Trước khi các bạn thi hành bất cứ nhiệm vụ nào, các bạn phải đặt một câu hỏi cho mình liền: tôi đang làm điều này để người ta có thấy Chúa không? Kẻo chúng ta biến cái việc này để khẳng định khả năng của chúng ta, tài năng của chúng ta, tài khéo của chúng ta, để chúng ta phân công mọi cái đơn thuần như là một công ty, một hãng hay là một tổ chức, hoàn toàn thao tác nhưng không gặp gỡ Chúa. Bản thân mình không gặp gỡ Chúa mà cũng làm cho người khác không gặp gỡ Chúa luôn. Vì vậy đó, tôi xin đề nghị, vì tôi cũng huấn luyện cái điều này, trước khi chúng ta làm gì, vì có Chúa cả đã, chúng ta tất cả những ai có trách nhiệm trong ban phụng vụ, trong ca đoàn, điều cơ bản các bạn phải cầu nguyện để Chúa ở với các bạn. Thao tác nhiều lắm nhưng chúng ta không có cầu nguyện, không có uốn lòng chúng ta, nên xin lỗi, Chúa không biến đổi lòng chúng ta, nên chúng ta rất dễ rơi vào tình trạng khẳng định quyền bính hơn là chúng ta làm cho Chúa trông thấy nơi mình. Khẳng định về khả năng, khẳng định về quyền bính, khẳng định về cái thao tác, nên nó rắc rối ở cái chỗ này. Vì khẳng định quyền bính hay khẳng định về khả năng, thay vì làm cho người ta thấy Chúa, mình lại tự khẳng định như thế. Cuối cùng ở trong một cái nhóm đoàn, chúng ta dễ rơi vào tình trạng lôi kéo người khác, biến mình thành một cái phe để đối lập, chống đối với nhau. Đây là vấn đề, đây là vấn đề nha. Vì chúng ta đơn thuần thao tác mà chúng ta không làm cho người khác thấy Chúa. Đây là cái vấn đề thứ nhất nha. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai là khi chúng ta tham dự phụng vụ, các thành viên phụng vụ, bây giờ tôi xin nói đến hai cái yếu tố thành viên phụng vụ và ca đoàn, thì cái người làm sao mà có thể cho thấy Chúa? Thì các bạn, những người trong phụng vụ, thì tôi thấy trong phụng vụ thì nó có hai cái yếu tố này, là những người trao mình thánh Chúa. Người ta gọi, anh chị em biết trao mình thánh Chúa đây, thì gọi là thừa tác viên trao mình thánh Chúa. Chúng tôi đây, những người chịu cho thánh, gọi là thừa tác viên thông thường trao mình thánh Chúa. Tất cả những người chịu chức thánh, giám mục, linh mục và phó tế, được gọi là thừa tác viên thông thường trao mình thánh Chúa. Thông thường có nghĩa là họ là không cần phải ủy nhiệm gì hết, họ trao được. Còn có một loại khác, anh chị em giáo dân thì được gọi có tên này là thừa tác viên ngoại thường trao mình thánh Chúa, và thừa tác viên ngoại lệ từng lần, thừa tác viên ngoại lệ thông thường và thừa tác viên ngoại lệ từng lần là làm sao? Chúng tôi chịu chức thánh thì khỏi cần ai mời, bổn phận của chúng tôi trao mình thánh Chúa, đó là cái chức năng của chức thánh. Nhưng anh chị em, nếu ai trao mình thánh Chúa mà cứ được chia phiên đến phiên này trao mình thánh Chúa, thì đều là thừa tác viên ngoại lệ thường xuyên, cứ là đến phiên, đến lần thì trao mình thánh Chúa. Còn tôi giả thiết bây giờ những cái người chia trao mình thánh Chúa mà hôm đó họ bận, họ không có gì, họ không thể đi được. Tôi nói ví dụ như ngày hôm nay nha, tôi giả thiết như vậy. Hôm nay tôi thấy có một các sơ trao mình thánh Chúa, thế hôm nay đồng như thế này, có các sơ trao mình thánh Chúa mà các sơ bận, các sơ nói: cha ơi, chúng con bận, chúng con không trao mình thánh Chúa được. Mà những cái người khác thì họ không thay thế được, thì tôi dù là cha tướng không có ở đây, thì luật hội thánh nói thế này: mọi linh mục khi cử hành thánh lễ mà thừa tác viên giáo dân thiếu, mà nhu cầu của dân Chúa cần, thì tôi
có quyền tôi sẽ bàn với hội đồng mục vụ. Tôi nói là bây giờ các sơ vắng mà thiếu người cho mình thấy Chúa mà lễ đông, thì bây giờ bác tìm xem ở trong cộng đoàn đi lễ đây, bác xuống xem có ai là cái người xứng đáng, bác chỉ cho tôi, cần tôi cần cứ chừng 3 người, bác chỉ cho tôi sẽ xuống tôi nói bây giờ cha tướng không có nhà, mà bây giờ các giáo thừa tác viên ngoại thường trong mình thánh Chúa không có, tôi cần 3 người, tôi xuống tôi nói tôi mời ông, mời bà, mời chị giúp tôi trao mình thánh Chúa. Thì trong cái thánh lễ đó thiếu người, tôi có quyền mời 3 người trao mình thánh Chúa với tôi, thì người đó được gọi là thừa tác viên ngoại lệ từng lần. Cha thủ nhờ cái lần lễ đó trao xong thì hết nhiệm vụ. Các bác hiểu em cắt nghĩa không? Vậy gọi là thừa tác viên ngoại lệ từng lần. Đấy. Thừa tác viên ngoại lệ thường xuyên có nghĩa là cha tướng nhờ rồi xin Đức Giám Mục, rồi cứ như thế, cứ đến phiên thì chia phiên đến nào. Còn như mà nếu trường hợp những thừa tác viên ngoại lệ thường xuyên mà vắng, bây giờ một linh mục đến dâng lễ, bất luận linh mục nào mà trong cái nhu cầu đó cần phải có người giúp mình trong thánh Chúa, thì chính linh mục đó khỏi cần hỏi ý kiến cha tướng, vẫn có quyền mời 3 người hay 4 người tùy theo nhu cầu giúp cho mình trong thánh Chúa, thì gọi là thừa tác viên ngoại lệ từng lần. Hết lần đó là thôi, chứ không phải mai mốt nói cha tướng, cha thủ nhờ con tiếp tục là tào lao nhau, tào lao thiên địa nhau, không có được đâu nha. Thế thì những người thừa tác viên ngoại lệ giáo dân, anh chị em lưu ý ba việc sau đây, chúng ta phải chú ý ba việc sau đây. Thứ nhất, anh chị em nhớ chúng ta là thừa tác viên đưa mình thánh Chúa, trao mình thánh Chúa, là trao mình thánh Chúa mà. Vì thế anh chị em là thừa tác viên ngoại lệ trao mình thánh Chúa, chứ anh chị em không phải là thừa tác viên thông thường. Vì là ngoại lệ mà, ngoại lệ tôi thiếu vì tôi cần thì tôi mới nhờ anh. Do đó chúng ta không đồng quyền như những người có chức thánh. Vì thế anh chị em biết khi tôi dạy học, người ta bảo về này: cha ơi cha, con cầm mình thánh Chúa được, con cầm mình thánh Chúa được mà, thế sao chúng con cứ phải là đợi cha đưa cái bình đựng, còn chúng ta lên chúng con cầm luôn cho xong tội. Để cầm mình thánh Chúa được mấy giờ lên trên cái bình nó ở trên đó thì chúng con thò tay chúng con cầm luôn xong tội đi. Xong rồi hay nhiều người bảo bây giờ cha bận thì chúng con lên mở cửa nhà chầu, chúng con lấy cho cha tiện, cha cứ ngồi yên đấy, con lên con lấy cho cha tiện. Tào lao nha. Ở đây không có phải là tay thì cầm mình thánh Chúa được, mà tại sao cái chìa khóa mở cửa nhà chầu mà không mở được, mà lên bốc mình thánh Chúa, lên cầm lấy luôn cho nó xong tội. Không, các bác không có phân biệt. Ở đây không phải là cái tay cầm bánh thánh Chúa mà bây giờ không được cầm bình đựng. Anh trao mình thánh Chúa là cái chức năng của người trao, mà không cầm thánh Chúa thì tự dưng mà Chúa nó chạy vào trong từ cái bình, nó chạy đến tay người ta. Thế đương nhiên anh phải đưa. Nhưng mà khi mà anh á, trao mình thánh Chúa ngoại lệ, mà tôi cầm cái bình tôi trao cho anh, nghĩa là sao? Này anh, đáng lý cái bình này đó, tôi phải trao, nhưng mà tôi không cầm, mà đông quá thì tôi cầm cái bình đáng lý tôi cầm trao, tôi đưa cho anh cầm trao giúp giùm tôi. Tôi đưa cho anh có nghĩa là tôi nhờ anh, chứ không phải cầm bánh thánh với cầm bình đựng. Các bác hiểu em cắt nghĩa không? Ai hiểu cho tay em xem nào. Tôi đưa cho anh cái bình đó, nghĩa là cái bình đó tôi phải cầm, tôi phải cầm tôi đưa. Nhưng mà tôi cầm làm sao mà cầm được, thì giờ tôi đưa anh cầm, anh dùng cho tôi. Như vậy tôi đưa cho anh có nghĩa là gì? Tôi nhờ anh trao, chứ không phải là cầm bánh thánh hay cầm bình. Chúa tôi chả hiểu ra đây làm sao. Vì thế khi chúng ta cầm cái điều đó chúng ta trao, có nghĩa là chúng ta là cộng tác viên. Cầm cái bình đó không có nghĩa là cầm đâu nhé. Cầm có nghĩa là tôi nhờ anh cầm đó, mà anh đi trao, là cộng tác viên. Mà cộng tác viên thì anh chị em lưu ý điều đầu tiên này: tất cả mọi người mà cầm bình đựng từ linh mục đưa đó, hiểu rằng anh là cộng tác viên, chứ không phải là trao trao. Cộng tác viên nghĩa là sao? Phải hiệp nhất với thừa tác viên, phải hiệp nhất. Vì tôi nhờ anh giúp cho tôi, anh phải hiệp nhất. Anh không hiệp nhất là hỏng rồi đó, hỏng luôn rồi đó. Vì vậy mọi thừa tác viên trao mình thánh Chúa khi nhận bình đựng, anh chị em phải hiểu rằng là tôi trao cho anh là anh hiệp nhất với tôi, để cùng chúng ta tham dự vào một sứ mạng của giáo hội. Do đó tất
cả mọi người đang ngồi trong nhà thờ này, ai đang trao mình Thánh Chúa trong giáo xứ Đức Mẹ La Vang này, cái yếu tố thiết yếu là sự hiệp nhất của một cộng đoàn đó. Vì thế nếu chúng ta không có hiệp nhất, tôi nói cái ví dụ này nha, em nói cái ví dụ này mà cái vấn đề là lớn lắm ạ. Thế cái hồi đó Đức Hồng Y Gioan Baptista và mới ông thủ ơi, lên tòa giám mục có cái vụ này giải quyết xem làm sao. Vì mình ở tòa giám mừng ở phục vụ ở Sài Gòn thì mình lại là cố vấn cho Đức Cha. Đức Cha, ông lên giải quyết cái vụ này xem làm sao. Hỏi Đức Hồng Y gọi con chuyện gì? Là cái sứ đó, cái ông cha sứ cũ, ông có nhờ mấy cái người này trao mình Thánh Chúa. Thế thì bây giờ Đức Tổng giám mục Phao Lô Bùi Văn Bình ký giấy cho mấy cái người này trao mình Thánh Chúa rồi. Bây giờ cái ông cha ký, Đức Tổng ký rồi nha, Đức Tổng giám mục Phao Lô Bùi Văn Bình ký rồi đó, cho có giấy đàng hoàng thực tế chấp nhận là cho mấy người này trao mình Thánh Chúa. Thế ông cha sứ cũ ông đi mất tiêu rồi, ông đổi sứ đi mất tiêu rồi, sang cái ông cha sứ mới. Thế thì ông cha sứ mới ông thấy mấy cái người trao mình Thánh Chúa này, vì anh chị em biết, anh chị em cầu nguyện cho anh em linh mục chúng tôi, con người ta nó yếu đuối, ông cha này ông cha kia. Thế ông cha sau thì làm sao ấy, thế là mấy cái người trao mình Thánh Chúa này không ưa, không ưa, mặt cái ông nhìn lên góc thế mà ghét, không ưa, không ưa, không ưa. Thế là bắt đầu xì xa xì xồ xì xô xì xà, thế là có rối ren hết tất cả như thế này, trong sự nó có rối ren hết tất cả. Thế này nguyên nhân thì lại là cái mấy cái người trao mình Thánh Chúa này ghét cái ông cha này được. Mà anh chị em biết những cái ông cha thì mỗi ông cha một kiểu. Thế thì ông bảo ông không được làm, không được làm kia. Thì cái ông cha mình Thánh Chúa này, trước thì ông cha sứ cũ thì ông cho làm này làm kia. Ví dụ đi nha, tôi nói ví dụ nha, cái ông cha sau thì ông làm đúng, còn ông cha trước thì ông làm bậy. Ông cha trước á, ông cho mấy cái thừa tác viên lên mở cửa nhà chầu, lôi Chúa ra, bốc 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 bốc. Thì mở cửa nhà chầu, bốc 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 bốc, thì em cũng oai phong, em phai oai phong, em bốc 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 bốc, ai thấy em được bốc bốc, ngon lành. Cái ông cha sau mà không có được bốc nữa, tôi bốc và tôi đưa. Thế là không được bốc, tức mình, tức mình. Trước đây em được bốc, em mở cửa, còn ông này ông là không cho bốc. Thế là bắt đầu nói xấu cái ông này. Ông này bảo không, không có cho bốc, cầm thôi, đưa thôi. Thế là ông mới bực mình, ông mới chia, ông mới đi, ông mới gây chuyện đấy. Thế cái ông cha sứ mới bảo thôi, 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 bác khỏi, khỏi, khỏi trao mình Thánh Chúa. Bác trao mình Thánh Chúa, bác cứ bốc, bốc, bốc này, thôi, 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 thôi luôn cho khỏi bốc. Thôi luôn cho khỏi bốc. Thế là về cái ông đó, ông rút ngay cái tờ giấy mà Đức Tổng giám mục Phao Lô Nguyễn Bình ký, ông đưa vào cho ông cha sứ. Ông có to hơn ông này không? À, ông có to hơn ông này không? Ông Tổng giám mục ông cho tôi nhá. Còn ông có to hơn ông này không mà ông cấm tôi? À, rắc rối này. Thế nên bây giờ Đức Hồng Y Mẫn sang triều đại mới hỏi, bây giờ Đức Tổng giám mục cho ông ấy mà ông cha sứ bây giờ mới, ông mới cấm nó. Ông thủ lên đây xem giải quyết như thế nào. Thế tôi bảo về hai điều xảy ra. Trước nhất, mà Đức Tổng giám mục Phao Lô Nguyễn Bình ký giấy, không có tự dưng Đức Tổng giám mục Phao Lô Nguyễn Bình biết cái ông nội này, phải cái ông cha sứ ông giới thiệu lên chứ, tự dưng mà biết được, biết ông này à. Do đó cái ông cha sứ trước ông ấy giới thiệu lên là bởi vì ông thấy cái ông này cộng tác với ông được thì ông mới viết giấy lên chứ, chứ tự dưng Đức Tổng giám mục Phao Lô Nguyễn Bình sao viết được. Vì thế trước hết cái ông kia ông đi rồi thì đứng về cái phương diện logic là hết. Thứ hai nữa là Đức Hồng Y có gì khó, bây giờ nó gây gỗ như vậy mà cái người thừa tác viên là hiệp nhất với lại cha xứ mà bây giờ nó có rối ren như thế này thì cho nó thôi. Thế giờ ngài bảo sao? Thì bây giờ sao ông thủ? Đức cha ra cái giấy, tao rút bố mày cái quyền của mày cho xong tội. Thế Đức cha ra cái giấy là tao rút mày. Đấy, ông tổng giám mục trước ông cho gì tao tổng giám mục sau tao không cho, nó cho mày chưa đi, cho mày chưa đi. Cái tội mày gây chia rẽ mà lại làm bậy mới gây chia rẽ mới khổ chứ. Thế mới rắc rối chứ. Cứ tưởng là mình hay, mà cái tội là cái gì? Nó không phải là hiểu được là cộng tác, mà bởi vì trước đi cứ mở cửa nhà chầu bốc quá thể là bốc, bốc ơi là bốc, bây giờ không được bốc nữa đâm điên lên. Thế là bắt đầu chống cái ông kia chỉ vì không được bốc mình Thánh Chúa thôi. Có phải điên không? Chả ra làm sao? Sai sai quá trời quá đất mà lại chống người ta. Đấy, em nói ví dụ vậy. Đó là chuyện thứ nhất nhau. Do đó bất cứ thừa tác viên nào chúng ta phải cố gắng hiệp nhất. Đây là vấn đề đức ái nhau. Cái thứ hai nữa, khi mà thừa tác viên trao mình Thánh Chúa đó, là chúng ta nhớ thế này, chúng ta phải rất cung kính nghe chưa,
Lạy Chúa tôi ơi, em không có láo tí nào đâu. Cầm mình Thánh Chúa cứ như nó phát phát đồ cứu trợ vậy. Phát 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 đồ cứu trợ, đồ cứu trợ, đồ cứu trợ, đồ cứu trợ, đồ cứu trợ. Tất cả mọi người trong mình Thánh Chúa nghe đây, luật hội thánh buộc đó. Khi chúng ta đưa mình Thánh Chúa, chúng ta phải thưa đàng hoàng, chúng ta nói cầm bánh Thánh Chúa lên, mình Thánh Chúa Kitô. Cái từ mà chúng ta nói mình Thánh Chúa Kitô nghĩa là đối với tôi đang cầm trước mặt tôi cái tấm bánh mà tôi nói mình Thánh Chúa Kitô, đó là hành vi tuyên xưng đức tin đấy. Tôi cầm tấm bánh mà tôi nói mình Thánh Chúa Kitô, đây chính là tôi tuyên xưng đức tin rằng Chúa đang hiện diện trong bánh thánh này. Nhưng cùng một hành vi đó thì trước mặt cái người rước lễ thì nó lại mang cái nghĩa mới. Bác tiến lên đang tuyên xưng tin đây là mình Thánh Chúa Kitô, thì tôi nói với bác cái câu đó có nghĩa là tôi mời gọi bác mình Thánh Chúa Kitô. Bác phải đáp lại rằng amen. Amen có nghĩa là gì? Đây là lời tuyên xưng đức tin. Nếu người trao đang tuyên xưng đức tin là mình Thánh Chúa Kitô, tôi cũng tuyên xưng như vậy. Hai điều xảy ra đối với chúng ta hiện nay. Thừa tác viên không nói gì, cứ phát như là phát đồ cứu trợ là sai. Cảm ơn bé. Con. Bé đưa mình uống cái cho bé vui. Buộc phải nói, bởi vì đó là hành vi tuyên xưng đức tin của thừa tác viên. Nên tôi nói nhiều khi chúng ta thao tác chúng ta quên. Ai cho mình Thánh Chúa phải nhớ nhỉ? Chúng ta thao tác, chúng ta hay thao tác lắm. Nhưng mà tuyên xưng đức tin vào Chúa chúng ta quên. Quên. Chúng ta trao mình Thánh Chúa Kitô, mọi người phải nói. Nói to nói nhỏ thì quyết, nhưng đây là một cái hành vi rất là điều quan trọng nhỉ. Tôi chỉ cho các thừa tác viên bắt anh chị em phải nói. Nhưng đó lại là một cái cách thức tuyên xưng đức tin, nhưng mà còn là cái cách kiểm tra cái người rước lễ nữa. Anh chị em có biết nhiều lần lắm, tôi thấy mấy cái người, nhất là ở Việt Nam, mà những cái dịp Giáng sinh đó thì Phật giáo hay là những người ngoại đó thấy quân Việt Nam, quân người Công giáo mình lên rước mình Thánh Chúa, nó lò mò nó lên nó xem cái bánh gì nó ăn. Nó lạ lắm. Tôi đã gặp mấy lần, tôi kiểm tra mấy lần, bao giờ cũng tôi nói tất cả mọi thừa tác viên trong mình Chúa buộc làm nhé, đây là cái cách kiểm tra xem có người lương dân hay là người có đạo nhé. Nói và anh chị em khi rước lễ anh chị em phải thưa để kiểm tra xem đây là người có đạo hay không có đạo. Thế tôi lần tôi nói mình Thánh Chúa Kitô, nó nhìn, tôi nói lại lần thứ hai mình Thánh Chúa Kitô, nó bảo hả mẹ mày. Rồi tôi hỏi mình Thánh Chúa Kitô gì? Rồi hả với gì? Về hả với gì à? Quân nước ngoài nó hả thế à, còn quân nước trong thì là amen. Vậy thì bây giờ đây bằng lòng quân nước trong hay quân nước ngoài? Con cái Chúa nhầm, con cái Chúa mình phải tuyên xưng đức tin. Mình không có tuyên xưng đức tin thì ra là quân ngoại thôi đấy. Rồi nghe đây tiếp này, khi chúng ta đưa mình Thánh Chúa rước đó thì thừa tác viên nói vậy, người rước lễ sẽ phải làm hai động tác. Trước khi mà rước lễ chúng ta phải cung kính bái Chúa. Bái Chúa như thế nào? Chúng ta vào trong nhà thờ đây, về cái việc bái Chúa này tôi xin thưa anh chị em, Hội đồng Giám mục Việt Nam thì tôi không biết như thế này, các cha ở bên Hoa Kỳ này, thì trong cái cử hành phụng vụ của tòa thánh công bố có ba cách bái kính. Bái kính thứ nhất là bái gối, đưa cái gối phải xuống thế này gọi là bái gối. Bái thứ hai là đầu cổ lưng gọi là cúi mình. Cúi mình có nghĩa là gì? Đầu cổ lưng về một phía. Cúi đầu là gì? Là chỉ cứ cúi cái cổ cái đầu vậy thôi, thì gọi là ba cách. Thì tòa thánh đưa ra như vậy. Nhưng tại Việt Nam, Hội đồng Giám mục Việt Nam đơn giản hóa, tất cả những chỗ nào mà bái gối như thế này thì khi về Việt Nam anh chị em sẽ thấy các cha ở Hoa Kỳ ra bàn thờ bái gối, nhưng các cha ở Việt Nam không có cha nào bái gối hết. Vì Hội đồng Giám mục Việt Nam quy lại hết toàn bộ những chỗ nào mà bái gối thì trở thành cúi mình sâu. Đây là Hội đồng Giám mục Việt Nam quy định nhầm. Là đầu, cổ, lưng là cúi mình sâu. Cúi mình sâu
thì làm sao? Tất cả mọi người hết khi vào trong nhà thờ tỏ lòng cung kính, thì khi chúng ta đi ngang qua bàn thờ, khi chúng ta đi ngang qua mình Thánh Chúa nhà chầu, đây là hai đối tượng rất cung kính, thì buộc chúng ta phải bái bằng cách cúi mình sâu. Vậy anh chị em biết tại sao không? Khi anh chị em vào trong nhà thờ, thì trong nhà thờ đó, các anh chị em nhìn trên bàn thờ đây, nhìn trên khung thánh nhầm, nhà thờ Đức Mẹ La Vang của chúng ta tương đối cung thánh là thoáng. Trong cái con mắt của nhà phụng vụ là tôi, anh chị em nhìn thấy là nếu chúng ta đưa cái con mắt nhìn lên cung thánh đó, nhìn một cái view mà cho nó rộng đó, anh chị em sẽ thấy Đức Mẹ La Vang với Thánh Giuse tương đối đứng xa cái cung thánh, có để ý không? Tương đối đứng xa cung thánh. Còn nhìn lên cái ôm của cung thánh đó, nếu mà chúng ta lấy cái tòa giảng với cái ghế chủ tọa, cái bàn thờ, chúng ta nhìn cái đó thì chúng ta thấy chạy trực thẳng đó, thì cái ba cái đối tượng rất là rõ, đó là bàn thờ ở giữa, giảng đài một phía và ghế chủ tọa rất là nổi. Còn nếu mà chúng ta nhìn liếc liếc qua, chúng ta mấy ông Thánh Giuse và Đức Mẹ La Vang, có để ý không? Các anh chị em lưu ý, luật hội thánh không buộc phải để các tượng ảnh ở trong nhà thờ, không có, không cần thiết. Bây giờ ông Thánh Giuse, Đức Mẹ La Vang hay Đức Mẹ Fatima không để đó, để ngoài sân cũng tốt. Nhưng trên cung thánh bắt buộc phải có ba cái này. Bàn thờ là chính, giảng đài và ghế chủ tọa. Anh chị em biết tại sao không? Bàn thờ đó là gọi tên của nó, tôi gọi là bàn thờ, nhưng trong phụng vụ gọi là bàn tiệc thánh thể. Giảng đài được gọi là bàn tiệc lời Chúa. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, tôi xin nói lại, chúng ta không có đi lễ, chúng ta đến nơi cử hành thánh lễ để chúng ta gặp gỡ Chúa. Và Chúa ban cho chúng ta lời hằng, ban cho chúng ta sự sống của người. Và qua các cái đối tượng hữu hình, bàn thờ và giảng đài, thì bàn thờ đó chính là gì? Bàn tiệc thánh, nơi đây Chúa ban cho chúng ta mình máu của người. Giảng đài, chúng ta gọi là giảng đài là cái từ nôm na, còn tên thật của nó gọi là bàn tiệc lời Chúa. Từ nơi đây Chúa ban cho chúng ta lời hằng sống. Anh chị em nhớ nha. Và đây là hai cái đối tượng người ta đi tham dự thánh lễ. Chúng ta được tham dự vào hai bàn tiệc. Bàn tiệc lời Chúa được diễn tả nơi giảng đài. Bàn tiệc thánh thể, bàn tiệc mà mình máu Chúa được diễn tả nơi bàn thờ. Hai cái. Còn cái ghế chủ tọa thì làm sao? Ghế chủ tọa, anh chị em thấy cái ghế đó, ghế đó là cái ông cha ông ngồi đó. Anh chị em để ý, khi ông cha ông ra đó đó, là lúc nãy tôi đến đó, là đầu lễ tôi không đứng ở bàn thờ. Ở hiện nay bây giờ Hội đồng Giám mục Việt Nam có một số các cha cũng hơi quên cái này mà sai ý nghĩa. Hội đồng Giám mục Việt Nam quyết định là thế này: tất cả mọi nhà thờ từ nay trở đi các cha bắt đầu thánh lễ không đứng ở bàn thờ. Vì cái bàn thờ nó là bàn tiệc thánh thể, thì khi nào mà suy giảng xong bắt đầu bước lên bàn thờ thì đưa lễ vật lên, thì linh mục mới đến cái bàn đó, vì cái bàn đó là bàn tiệc thánh thể. Bây giờ cha đi ra, cha đứng ở ngay bàn thờ, đã bắt đầu bàn tiệc thánh thể đâu mà cha đứng bàn thờ. Do đó cha phải đứng ra cái ghế riêng kia. Cái ghế riêng kia thì cái ông cha ông đứng ở đó, ông làm hai việc. Thánh lễ được gọi là nghi thức đầu lễ. Nghi thức đầu lễ có nghĩa là gì? Ở đó ông làm dấu thánh giá, ông đọc cái lời nguyện sau khi kinh vinh danh, ông đọc cái lời nguyện nhập lễ. Thì cái khoảng này được gọi là đầu lễ, thì ông đứng ở đó. Sang bắt đầu từ bài đọc 1 thì chúng ta bước vô bàn tiệc lời Chúa. Thì từ khi đọc bài đọc 1 cho đến khi mà giảng, là Chúa ban lời hằng sống cho chúng ta nơi giảng đài này, thì khi đó sẽ thực hiện ở nơi kia. Thì ông cha ông ngồi ở đó, ông chỉ làm cái việc đầu lễ thôi. Sau đó hết phụng vụ lời Chúa, tức là Chúa ban lời hằng sống cho chúng ta, khi ông giảng xong, khi ông bắt đầu ông bước sang bàn thờ là sang phụng vụ thánh thể, đưa lễ vật lên. Thì từ đó ông đứng ở đó cho đến khi rước mình Thánh Chúa. Rước mình Thánh Chúa xong là bàn tiệc
người Chúa lúc bây giờ xong chức năng. Thì khi đó ông sẽ sao? Ông đứng ra chỗ kia. Thì chỗ kia, ông anh chị em để ý, ông sẽ đứng ở chỗ kia hai phần, phần đầu lễ và phần kết thúc. Các bác hiểu chưa? Thì cái vai trò của ông đứng ở chỗ kia đầu lễ và kết thúc là cái vai trò của vị chủ tọa. Đơn thuần là ông ấy gì? Đầu lễ nghĩa là ông quy tụ mọi người. Tôi chủ tọa, tôi quy tụ mọi người. Nhưng chính Chúa sẽ ban lời hằng sống khi chúng ta bước vào phụng vụ lời Chúa. Chính Chúa ban cho chúng ta sự sống của người khi chúng ta bước vào bàn thờ thánh thể. Thế thì anh chị em để ý này, bàn thờ đó anh chị em thấy, vì nơi đây Chúa ban mình máu người cho chúng ta nơi bàn tiệc thánh thể. Vì thế linh mục đi ra, anh chị em thấy bắt đầu linh mục đi ra hôn bàn thờ, nghĩa là gì? Bàn thờ là Chúa Kitô. Vậy tôi xin anh chị em chú ý đây, bàn thờ là Chúa Kitô đó. Anh chị em mỗi khi đi ngang qua bàn thờ, chúng ta buộc phải bái kính. Anh chị em vào trong nhà thờ Đức Mẹ La Vang đây, anh chị em đi ở hướng nào thì hướng, anh chị em nhớ trong nhà thờ này, cái đối tượng đầu tiên khi chúng ta vào liền, chúng ta phải nhìn ngay cái đối tượng liền, cái đối tượng nào chúng ta phải bái kính. Trước hết là anh chị em thấy nhà thờ Đức Mẹ La Vang của chúng ta, tôi cũng xin thưa anh chị em một chi tiết này. Tôi vừa nói là nơi cung thánh của chúng ta có ba đối tượng: bàn thờ, giảng đài và ghế chủ tọa. Anh chị em có nghe đấy, cha giáo nói tôi đó, nói đến nhà chầu không? Luật phụng vụ không buộc phải để nhà chầu ở nơi cung thánh, không buộc. Nếu nơi nào muốn thì đặt nhà chầu ở một cái gian nhánh để cho mọi người đến đó có thể cầu nguyện riêng. Rồi đến lúc nào kiệu mình thánh chúa thì kiệu ra. Anh chị em hiểu ý tôi nói không? Kiệu ra chứ không buộc phải để ở nơi cung thánh. Luật phụng vụ như vậy đó. Anh chị em biết tại sao mà giáo hội nói vậy? Nếu nơi nào muốn thì mà có không gian nên đặt nhà chầu ở một gian nhánh riêng biệt. Vì hai lý do sau đây. Lý do thế này là mình thánh chúa để ở trong nhà tạm đó, anh chị em nhớ nhỉ, không phải là rước mình thánh chúa còn dư để vào đó nhé. Hiểu, nhiều người hiểu là mình thánh chúa là bây giờ sau khi rước xong thì số còn dư thì đem vào đó là trật lất đấy nhỉ, trật lất đấy nhỉ. Không, theo luật của giáo hội không phải là chúng ta rước mình thánh chúa dư để vào đó, nhưng nguyên tắc là tất cả mọi người dân chúa trong một cộng đoàn đều được rước mình thánh chúa hàng ngày. Mỗi người đều được rước lễ hàng ngày với cái điều kiện là chúng ta sạch tội trọng và cái ước ngay lành. Nhưng vì một lý do nào đó, vì thế thông thường là linh mục hay cộng đoàn phải đếm đủ mình thánh chúa cho mọi người trong cộng đoàn rước. Thế nhưng mà biết đâu đấy, cái ngày hôm đó mình đếm đủ mình thánh chúa cho cộng đoàn rước, nhưng mà bây giờ người ta ngăn trở. Ngăn trở cái gì? Không phải là chúng ta đi làm nhau, người ta khao khát rước chúa, nhưng mà người ta ngăn trở, người ta đau. Đau đau thì làm sao? Thì cái mình thánh chúa nó để cho họ, nhưng bây giờ họ đau không rước thì để vào nhà chầu. Để nhà chầu để làm gì? Để đưa cho người đáng lý họ rước trong thánh lễ đó, nhưng vì một lý do nào đó đau yếu thì sau khi thánh lễ có cái mình thánh chúa sẵn cho họ đem đi. Thế thì đem mình thánh chúa để riêng ra như vậy, thì giáo hội nói là để riêng ra như vậy nên tách riêng ra một chỗ. Anh chị em biết là cái chuyện gì xảy ra không? Là nếu để riêng ra một chỗ đó, giả thiết một người nào đó trong trường hợp mà họ hấp hối mà bây giờ cần đưa mình thánh chúa cho họ, mà nếu mà để ở nhà chầu kia, cha đang làm lễ mà bây giờ họ hấp hối phải lấy mình thánh chúa liền, cha đang làm lễ không được phép lấy. Mà bây giờ đợi cho đến khi mà cha dâng lễ xong lấy mình thánh chúa, nó phải được chết ngắc đấy, nó chết ngắc đó rồi. Thì nên để mình thánh chúa ở một gian nhánh để bất cứ lúc nào khi người ta hấp hối mình có thể lấy mình thánh chúa được. Đấy là nguyên tắc đó. Và lý do thứ hai là để riêng biệt để cho người ta có thể, người ta đến cầu nguyện hàng ngày. Mà vì thế anh chị em biết cái chỗ mà người ta nói là chầu mình thánh chúa thường xuyên là vì vậy, là để được cho hàng ngày. Thế thì nếu anh chị em vào trong nhà thờ mà có mình thánh chúa, quyền ưu tiên thuộc về mình thánh chúa, nghe không? Đây nhà thờ của chúng ta, mình thánh chúa và giảng đài và bàn thờ, thì chúng ta thấy hai đối tượng. Nhưng nếu anh chị em vào trong một nhà thờ kia mà mình thánh chúa để một gian nhánh, bắt buộc vào trong nhà thờ anh chị em phải tìm liền
bàn thờ ở chỗ nào để bái kính. Bắt buộc đó. Bây giờ đi từ trước kia vào, anh chị em phải tìm liền mình bàn thờ đây, anh chị em bái kính, kia vào bái kính. Ở góc nào anh chị em phải hướng cái người của mình, cả người của mình bái kính, vì bàn thờ là Chúa Kitô. Chúng ta không có biết thấy tâm điểm đó là Chúa ban mình máu của người nơi bàn thờ. Vào sọc 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 cứ nhìn đây, cái bố ông làm gì? Em rờ Đức Mẹ, Đức Mẹ, Đức Mẹ. Ông Thánh Giuse, Đức ông Thánh Giuse. Chúng ta vào thích cái gì làm cái đó. Đây chính là cái gương xấu mà Tin Lành nó không chấp nhận. Cho là chúng ta vào nhà thờ, chúng ta để tượng ảnh khắp mọi nơi mọi chỗ, rồi chúng ta cứ đi đến đâu chúng ta thấy các ông nọ bà kia, chúng ta xì sụp, chúng ta thờ lại mấy ai, nói. Còn Chúa thì không. Mà muốn cơ sự là chúng ta làm sai. Tâm điểm của chúng ta là bàn thờ đó. Vậy thì bàn thờ bái làm sao? Tí nữa cha giáo nói phải mọi người phải làm mẫu nghe không? Tôi đứng lên đây cho mọi người nhìn thấy nghe không? Tất cả mọi người chúng ta phải nhớ hôm nay đi học và chúng ta phải làm nghe không? Chúng ta làm tầm bậy là không phải nữa. Chúng ta vào đây bàn thờ đây, bàn thờ đây, tí vụ nào kia. Thì chúng ta buộc vào trong nhà thờ phải làm cử chỉ đầu tiên để tỏ lòng Chúa đang ở đây, chúng ta cung kính. Đầu, cổ, lưng được gọi là cúi mình sâu. Đây là cử chỉ dành cho mình, Thánh Chúa và bàn thờ để tỏ lòng cung kính Chúa đang ngự ở nơi đây. Thì chúng ta phải thế này đây, anh chị em nhìn này. Đầu, cổ mình chúng ta gập xuống về phía đất. Đây xem cha giáo làm này. Khi chúng ta làm nó vô á, thì cái tư thế, trước hết tôi nói cái này cái rồi đừng quên. Xem là ai trẻ trẻ cầm micro cho cha cáo đi. Ai trẻ trẻ đây? Ai người trẻ trẻ đây? Người nam chứ đừng người nữ. Giê-xu cái này là hạng ba tôi rồi chứ đâu phải trẻ đâu. Anh chị em xem này. Đây là cử chỉ. Bác đứng đây xung cho người ta trông thấy. Đây là cử chỉ. Anh chị em biết là đây là cử chỉ rất đặc thù của trong giáo hội, là dành cho chúng ta khi đến với Chúa và Tin Lành đó. Nó nể nang cái này lắm, rất là nể nang. Mà tôi nói nhiều khi chúng ta quên mất đây là cái dấu chỉ mà nó nể nang lắm. Tin Lành nó không có đâu. Là khi chúng ta đến với Chúa, bốn ngón tay chúng ta chắp thế này, ngón tay phải đè lên ngón tay trái theo hình thánh giá đặt trước ngực. Anh chị em để ý như thế này, đây là cử chỉ dành cho việc thờ phượng. Dành cho việc thờ phượng. Tin Lành nó không có cử chỉ này đâu. Vô nô vang vong vung vung tay về. Bốn ngón nhìn nhau, ngón tay phải, ngón tay cái trái phải đè lên ngón cái trái theo hình thánh giá đặt trước ngực. Cử chỉ này là cử chỉ tuyên xưng đức tin. Chúa Giêsu thánh giá, Chúa Giêsu ở nơi trong trái tim của chúng ta. Và chúng ta làm cái này, chúng ta nói Chúa ở với con. Vì thế cái hành vi này là hành vi thuần túy dành cho việc thờ phượng. Không có ai chắp tay thế này xem bóng đá điên. Nhưng mà chắp tay cái này biết ngay là thờ phượng liền. Chắp tay cái là thờ phượng liền. Không có ai chắp tay làm cái việc là hành vi dân sự. Nhưng mà vô trong nhà thờ thấy cái người là chắp tay biết này có Chúa. Các bác có tin em nói không? Thấy ai vào trong làm cái gì chắp tay là thấy có Chúa liền. Tin Lành họ rất nể cái này. Và tôi gặp rất nhiều người Tin Lành họ nói, mà quý vị làm mà quý vị không có biết, mà chúng tôi nhìn cái cử chỉ đó chúng tôi rất là cung kính. Chúng ta chắp tay thế này, khi chúng ta vào nhà Chúa không cần nói, người ta cứ trông thấy cử chỉ nó thuyết phục người ta đức tin của mình. Mà chúng ta không biết, vung tay bên này, vung tay. Trời ơi chán quá. Chúng ta chắp tay một cái này, vô nhà thờ cái không biết, anh chị em biết, để ý xem, người ta đến không biết dân du lịch hay là người có đạo, thấy vào cái chắp tay cung kính. Đấy, đây là cái cử chỉ nha. Khi chúng ta vào chắp tay cung kính thế với Chúa này, thì anh chị em xem này, rồi cảm ơn bác. Bây giờ đi vào, chắp tay. Mà cái cử chỉ chắp tay cung kính thế này nha, vào. Thì khi chúng ta vào cử chỉ đó là cử chỉ thờ phượng, chúng ta bái đầu, cổ, lưng hướng một phía bàn thờ, chúng ta chắp tay này. Thấy chưa? Đầu cổ cúi sâu như thế này nha. Đấy. Để anh chị em thấy đầu cổ lưng gập đều một phía. Ôi già ơi, vào cầu. Ôi trời ơi, không biết là được cái phao câu hay là cái thứ gì. Ôi trời ơi, tôi chết rồi.
không biết là cái thứ gì, nó chả hiểu nữa. Rất nhiều người không biết làm, cũng vào thờ phượng Chúa, nhưng mà không biết là mình bái làm sao. Cái đầu nó không xuống được. Vì thưa nay em không chịu cúi đầu trước ai, nên em luôn luôn lúc nào cũng dương cao đầu. Nên em cái cổ với cái lưng em xuống được, nhưng mà cái đầu em nó nhỉnh lên thế này. Thế là thành ra thay vì bái Chúa thì em dương phao câu. Ôi thôi hỏng rồi. Bây giờ mọi người đứng lên bái Chúa cho cha giáo nom xem nào, chắp tay. Ai mà cái đầu không ngẩng xuống được thì là thôi. Ôi giời ơi. Bây giờ cha giáo đứng đây nom xem. Học là phải thực hành. Bây giờ bắt đầu vô. Bây giờ mọi người nhìn. Cha giáo đếm 1, 2, 3. Mà hướng về đâu? Hướng về đâu? Cha giáo nói hướng về đâu? Bây giờ bên kia cũng phải hướng về nha. Lại hướng về Đức Mẹ nữa. Thôi là ngẫu tượng luôn. Ôi giời ơi. Học luôn. Bây giờ 1, 2, 3 làm nghe chưa? Đứng mé đây này. Này. 1, 2, 3. Xem nào. Wow, tuyệt vời. Hoan hô ngồi xuống. Ai hôm nay đi học phụng vụ thì chúng ta cả bái Chúa ngon lành. Trước nay vào nhà thờ có bái kiểu này không? Ai? Ai lần đầu tiên mà thực hiện điều này giơ tay em xem. Đấy, chúng ta xưa nay chúng ta không có biết. Bây giờ thế này này, thực ra là ai bái gối cũng được, nhưng mà cái như thế này không có cấm nha. Chỉ vì chúng ta đang ở Hoa Kỳ, do đó Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ không có quy định bái gối, thành là cúi mình sâu nên chúng ta bái gối cũng được. Nhưng mà em xin lỗi, bác nào mà đau đầu gối thì bái có mà nằm xuống luôn. Em bái xuống, em bái xuống thì em phải bám vào cái này. Chân thì lên thì ít, nhưng mà em hít đất thì nhiều. Em xuống em cũng phải từ từ, em lên phải từ từ. Còn bây giờ cúi mình sâu thì không cần phải vịn vào cái nào thế cả. Đồng ý không? Cúi mình sâu thì không cần phải vịn đi. Bây giờ thế này. Lạy Mẹ Chúa tôi, nói từ nãy giờ hết tiếng đồng hồ rồi. Kinh nhanh thế đấy. Bây giờ chúng ta còn khoảng chừng là 45 phút một tiếng nữa. Tôi sẽ có mấy cái câu hỏi thế này. Nãy họ hôm nào, sẵn nãy đến họ đưa, thì tôi cũng xin trả lời vì tôi cũng hứa. Và anh chị em nhé, sau khi tôi trả lời những cái câu hỏi này đó, thì anh chị em có thể hỏi trực tiếp được nhé. Ai muốn hỏi trực tiếp tôi đưa micro. Vậy hỏi trực tiếp như thế này để xem kiểm tra cái ông này biết trả lời không nhé. Chứ còn viết thế này biểu mình biết ông sửa soạn trước. Ấy, để cho tôi một sấp như thế này. 45 phút không biết có kịp không biết. Bây giờ nếu 45 phút không kịp thì 2 tiếng nữa có được không? À chà, 2 tiếng nữa. Vậy mới biết là yêu mến phục vụ thế nào đấy. Mới biết rằng là anh chị em khao khát. Ông cha tướng ông bảo về này. Ông cha tướng bảo ở đây này thiếu lắm cha nhá. Nhớ để lần tới sang đây nó lâu lâu tí. Được rồi, để tôi xin phép Đức Tổng Giám mục của tôi đi. Tôi xin nhập địa phận này luôn. Thưa cha, có một anh thừa tác viên thánh thể thánh lễ 10 giờ sáng Chủ nhật khi trao mình thánh, mắt ráo rác nhìn chung quanh, không tập trung vào công việc, làm mất đi sự cung kính, mắt như mắt cáo ấy cha. Giê-xu là Chúa thôi. Thì em nói, Giê-xu nhìn thấy này thì các bác nhìn thấy mắt nó đảo điên như thế này. Các bác bảo thôi, em không nhìn nó nữa, em nhìn nó chóng mặt lắm, thì em nhìn vào Chúa thôi nhá. Thành thử ra là anh chị em nhìn thấy vậy, anh chị em hay thấy có sự yếu đuối. Tôi cũng thưa anh chị em về này, có một cái chi tiết này. Có thể những ai hỏi cái gì, những cái câu hỏi nào mà liên quan đến cái tư thế hay cách thức của thừa tác viên, xin anh chị em một cái chi tiết này. Anh chị em có tin lúc nãy tôi kể trong thánh lễ đó, là con nhìn thấy cha dâng lễ, con thấy Chúa. Còn cha có thấy Chúa không? Hôm nay có nhớ tôi nói không? Con nhìn thấy Chúa, mà cha có thấy Chúa không? Anh chị em qua cái câu đó thì nhắc cho tôi là tôi phải tìm thấy Chúa. Nhưng mà qua này nó còn sâu hơn nữa này. Chúa hành động chứ không phải tôi. Chúa hành động không phải tôi. Bởi vì họ nhìn thấy Chúa, mặc dù thừa tác viên là linh mục cử hành vô ý thức, nhưng mà Chúa vẫn hành động.
Vậy mới thấy là quyền năng của Chúa không lệ thuộc vào thừa tác viên. Nên em nói mạnh thế này các bác nghe anh em. Em nói mạnh cái này nè. Giả thiết nha, các ông cha ông phạm tội trọng. Phạm tội trọng, mình còn không được rước lễ nữa. Ông phạm tội trọng, làm sao mà mình biết được? Ông vẫn cứ lù lù ông dâng lễ. Đi xuống lễ cho tôi liều thần tến như vậy. Ông phạm tội trọng, mà phạm tội trọng mình còn rước lễ còn không được, huống ông làm lễ. Thế thì bây giờ giả thiết ông phạm tội trọng, ông dâng lễ, lễ có thành không? Thành không? Thành tất. Thành tất. Ông thánh, ông Tertulliano, tức là một vị thượng, một vị giáo phụ, ông nói mạnh lắm. Ông nói về này, ông nói về này. Ông Phêrô rửa tội, Giuđa phản bội Chúa, rửa tội cũng là Chúa. Thì tôi nói mạnh thế này, ông thánh làm lễ hay thằng quỷ qua cái khuôn mặt một ông cha phạm tội trọng, Chúa cũng hiện diện. Nhưng kẻ nào mắc tội trọng, linh mục mắc tội trọng mà dâng lễ, mang án phạt đời đời vào mình. Chúa không có lệ thuộc vào cái con người yếu đuối của con, nhưng con đã lạm dụng tình thương của Chúa, con mang án phạt đời đời. Vì thế anh chị em thấy mấy cái ông thừa, ông linh mục mà còn vậy, huống hồ mấy ông thừa tác viên cộng tác, xuống mắt nó như con cáo ấy, nó ngoáy như con sâu vậy. Chúa tôi nhìn nó bực cả với cái mình. Vì chúng ta thấy sự yếu đuối của thừa tác viên mà không thấy Chúa. Em còn kể cho các bác nghe một cái chuyện này nữa nghe các bác. Chúng ta không có thấy Chúa khổ thân vậy. Chúng ta phải tập thấy Chúa nhầm. Không có nói láo tí nào nếu câu chuyện xảy ra thật đó. Mình thánh Chúa ở trong bình thế này, đưa thì lúc nào ai cũng đến mình thánh Chúa Kitô rước đàng hoàng tử tế. Nhưng mà lỡ tay mình thánh Chúa trượt rơi xuống đất, nhất định nó không chịu rước mình thánh Chúa rơi xuống đất đây. Nó bảo Chúa bẩn, đi xuống mẹ mình, mẹ bố mình cái nơi này. Nó không kêu chịu rước, nó không chịu rước ở Chúa bẩn. Thế mà em không nói láo đâu nha. Đưa cho nó lắc là không. Lấy Chúa kia kìa, lấy Chúa kia kìa. Chúa tôi ơi, em chịu chết cho mấy cái người này. Xong còn cái người mà trao mình thánh Chúa lại cũng không dám lấy nữa. Lại Chúa rơi xuống đấy. Ơ Chúa, Chúa thông cảm nhé. Con lấy cái miếng vải con đợi đậy Chúa lên này. Chúa nằm úp ở đấy, đợi tí nữa để bước lên nha. Thông cảm đi. Lấy miếng vải đậy lên này, để giống như là làm dấu này, xì tốp nhá. Đi nhớ miếng vải trắng là xì tốp nhá, đừng có đạp lên nhá. Xong tí rước lên, lại Chúa tôi. Các bác có tin em nói thật không? Ai thấy giơ tay em xem nào. Ai né mình thấy Chúa rơi xuống đất rồi không rước rồi giơ tay em xem nào. Tự tố cáo mình nhé. Chết rồi. Chúng ta không thấy sự hiện diện của Chúa mà đơn thuần chỉ là cái mã bề ngoài hình thức thôi. Vậy tóm lại là thế này, là thừa tác viên thế nào hay mình thấy Chúa rơi xuống, cái chuyện đó là chuyện con người. Chúng ta cứ cung kính rước Chúa, đồng ý chưa? Do đó bây giờ tất cả mọi câu hỏi nào mà gọi là đưa tội của thừa tác viên đưa ra đây, thì em xin lỗi, em sẽ không đọc nữa, vì em không nối giáo cho giặc để tố cáo người ta nhé. Em chỉ nói cái điều tốt thôi, chứ em không nối giáo cho giặc. Câu thứ hai. Thưa cha, phân công phụ nữ lên chuẩn bị sắp xếp trên bàn thánh. Phụ nữ mặc áo dài, mang guốc cao, dễ rủi ro tai nạn trên cung thánh thì xử lý làm sao? Em cũng chịu chết đây. Nhưng cái câu hỏi này thì em cũng nhắc, thực ra cái này người ta nói đến cái tai nạn nhỡ xảy ra thì như thế nào, thì gọi ambulance. Nhưng tất cả các bác nghe đây, cái chuyện mà đi guốc đi gước em không nói, nhưng bây giờ đụng đến thừa tác viên mà gọi là công bố lời Chúa, chúng ta nhớ nhỉ, chúng nhớ đi nhớ lại nhỉ, là khi chúng ta lên công bố lời Chúa, không phải chúng ta là chính mà người ta cần biết Chúa, cần Chúa. Vì thế chúng ta không được biến việc thánh thành việc phàm.
việc thánh bằng việc phàm sao? Bây giờ em nên công bố lời Chúa, bởi vì ai bằng em? Cả hàng trăm người dồn mắt vào em. Thế là cuối cùng từ ăn bận. Đấy, nghe nhau. Hôm nay mình đọc lời Chúa, cái áo này nó phải sửa này, sửa áo này, đẹp, sửa, thùng áo rồi. Hôm nay sửa, thì chúng ta nguyên sửa áo, bôi, làm. bôi, làm. Thì khi ấy chúng ta nhắm chúng ta để người ta dòm chúng ta đọc lời Chúa. Còn chúng ta có đọc lời Chúa làm cho người khác thấy Chúa không, trở thành thứ yếu. Vì thế toàn bộ tất cả những gì chúng ta coi đó là được để cho người ta ngắm mình, khi mình lên công bố lời Chúa, vì mọi con mắt nó nhìn mình. Và bây giờ nó nhìn mình phải sao cho được. Em nhé, xem đây. Em lên các bác ròm em xem. Em bận thế này được không? Thì cái bận của em đó, thì em nhòm cái này, nó đẹp để các bác ròm. Nhưng lạy Chúa tôi, em làm thế này, em tưởng là được. Nhưng con mắt của chúng tôi đây tất cả, nhìn nó chướng lắm. Đây em nói ví dụ nha. Khi công bố lời Chúa, Hội Thánh nói thế này, anh mặc cái áo an ba đó, tôi nói cái này, ở tôi không có nói chê bôi ai anh em nhà. Ở đây tôi thấy anh chị em mặc civil, anh chị em hay mặc áo dân sự, anh chị em lên đọc thì là mỗi một nơi quy định, nhưng mà Tòa Thánh nói là cái áo mà phù hợp nhất để bước lên trên đây thực hiện. Anh chị em thấy hai cái thầy sáu với tôi với các cháu giúp lễ đó, toàn bộ cái áo trắng nó tuốt đó, gọi là áo an ba. An ba là cái gì? An ba tiếng Latin có nghĩa là white, là trắng đó. An ba có nghĩa là trắng, đó là tấm áo trắng. Khi bất cứ ai từ linh mục cho đến thầy sáu hay mọi người trên đó mặc áo trắng đó, có nghĩa là cái tấm áo bí tích thánh tẩy đó. Anh chị em nhớ, khi chúng ta chịu bí tích thánh tẩy, bất cứ người lớn hay trẻ nhỏ, thì linh mục sẽ đưa cho tấm áo. Con hãy mang tấm áo tinh áo này tinh tuyền cho đến ngày Đức Kitô Chúa chúng ta ngự đến. Anh chị em có thấy bao giờ rửa tội cho trẻ em mà đưa áo trắng bao giờ không? Ai thấy giơ tay em xem nào. Tấm áo đó chính là tấm áo các cha mặc đó. Tấm áo đó chính. Khi tôi mặc cái áo đó, tôi nói rằng là tôi được Chúa cứu chuộc. Và tôi mặc cái tấm áo đó để tôi thi hành thừa tác vụ mà Chúa trao phó cho. Vì thế tấm áo đó là tấm áo lý tưởng đó. Nhưng tùy theo mỗi hội đồng giám mục và mỗi nơi, vẫn chấp nhận cho giáo dân nên mặc gọi là quần áo dân sự. Miễn sao khi chúng ta mặc quần dân sự như vậy, chúng ta phải thấy cho mọi người thấy sự cung kính phải có, bắt buộc á. Thế vì chúng ta nhân cái cơ hội cho mặc áo dân sự, mặc sửa. Em ở giáo xứ, em nói mấy cái người mới buồn cười quá à. Thế họ cứ coi mặc cái áo ăn bình thường, các cái lễ ngày Chủ nhật ngày thường bình thường đây, thì cha bảo phải mặc áo an ba, là áo mà nói lên cái phẩm chức bí tích thánh tẩy của mình, con cái Chúa. Cứ đến bổn mạng của giáo khu hay giáo sự hay là giáo họ hay là đoàn thể, bố thủ mặc áo an ba thường rồi, hôm nay cho chúng con mặc áo dài. Áo dài là của người nữ, mà áo dài hai vạt đây, áo dài. Họ sao vậy? Thì cái kia thì nó hàng ngày có rồi, hôm nay bổn mạng khu đoàn của chúng con mặc áo dài. Tôi bị mấy vố rồi đó nha. Em bị mấy vố rồi, từ nay em cấm tiệt. Lạy Chúa tôi ơi, thì cũng nghĩ rằng là cái ngày bổn mạng hay là cái ngày khu thì họ cũng thích mặc áo dài, là áo dân tộc thì nó cũng có cái áo dài, nó có hai cái tà áo, đó là cái áo mà đây là gọi là cái áo đặc thù của Việt Nam. Ôi giời ơi, nó mặc áo dài mà nó trong quá trời, nó trong không có được rồi đó. Nó trong quá trời, nó trong. Mà cái áo dài á, thì cái áo mà áo an ba thì nó suông, nó dài, nó thùng, không thấy gì. Mà cái áo dài thì nó phải ôm vào một tí thì mới ròm được chứ. Nó suông đi. Không có eo, có ót gì thì ai coi được. Giê-xu nó đã có eo, có ót rồi mà nó trong quá trời, nó trong. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thời gian không. Xin trình bày với ông bà và anh chị em, cũng xin cha chừng một phút để
các anh em đi xin tiền để mà trang trải. Xin mấy mấy này. Rồi cha cứ giảng tiếp cha. Cha cứ giảng tiếp. Nó, cái áo nó trong quá con ạ. Bây giờ tất cả mọi người nghe này. Hễ anh chị em nhìn thấy một người lên mặc áo nó trong quá, anh chị em thấy được không? Ai thấy được lắm thì giơ tay em xem nào. Mà con á, không có bao giờ con nghĩ rằng là con lên thì cái tư thế của con nó quan trọng hơn là cái mã. Cái cách con công bố lời Chúa nó quan trọng hơn là cái mã. Vì vậy đó, chúng ta lưu ý một cái chi tiết này. Mọi thừa tác viên, chính cái tư thế của chúng ta công bố nó sẽ làm lên cái ý nghĩa. Chứ không phải là chúng ta biến cái việc mà việc thánh thành việc phàm nhá. Chúng ta lưu ý cái chi tiết này. Đó, nhiều khi chúng ta quên đi mất cái yếu tố đó, quên mất đi sự thánh thiện của Chúa. Thật thì cũng sơ sơ vậy thôi, cứ mặc mấy cái thứ này thì tôi thấy mấy câu hỏi này nó cứ mang cái tính cách anh chị em mình. Mà tôi nói thì xin lỗi, ví dụ giảng dụ như mà sau cái buổi học này đó, thì tha thiết xin anh chị em là trong ban phụng vụ, trong ca đoàn các thứ, chúng ta nhớ thế này, sự hiệp nhất nó lớn hơn tài năng. Tôi hay nói với mọi người lắm, tôi kể cái chuyện này cho anh chị em xem, tôi kể cái chuyện này thực đời của tôi đó, đời linh mục của tôi đó. Mình dạy cho các thầy, dạy cho mọi người luật phép, luật hội thánh cho đàng hoàng tử tế. Nhìn lên đây nghe cha giáo kể này thì sẽ thấy này. Anh chị em biết lúc mà sau khi đọc truyền phép xong, cái lúc đọc là vinh tụng ca, trước khi đọc kinh lạy cha, thì thầy phó tế cầm cái chén thánh lên, xong rồi linh mục cầm cái đĩa lên đọc chính nhờ người với người và trong người. Anh chị em có để ý không? Luật hội thánh bảo thế này, chỉ có được phép cầm cái đĩa bánh, cái đĩa chia thánh và cái chén thánh lên thôi. Dù bao nhiêu vị đồng thế chỉ cầm hai cái đó thôi. Nói nên cái sự hiệp nhất mình máu Thánh Chúa ban cho chúng ta. Còn tất cả các bình không được cầm. Mà tôi dạy các thầy khi dâng lễ, dù bao nhiêu người chỉ có cái chén mình máu, chén máu Chúa và cái bánh thánh để cầm lên thôi. Thế cái lần đó có một cha mới chịu chức mời tôi, con mời cha để giảng lễ tạ ơn tân linh mục của con. Thế tôi giảng thì lúc mà bắt đầu lên bàn thờ đó, thì ông cha mới ông đứng giữa, ông cha sở ông đứng bên phải, tôi cha giáo giảng đứng bên trái. Đến lúc đọc vinh tụng ca cầm dĩa cầm chén lên, thì cái chén á, thì cái đĩa đó là ông chủ tế là ông cha mới ông cầm, còn cái chén máu Chúa thì ông cha sứ ông cầm. Vì chỉ có hai cái được cầm lên thôi. Anh chị em biết ông cha sứ ông cũng điếc không sợ súng, còn mình dạy thì mình phải giữ. Ông mới cầm cái chén máu Chúa rồi. Ông thấy trước mặt đây có mấy cái bình đựng mình Thánh Chúa. Ông cầm cái bình đựng Thánh Chúa, ông đưa sang cho tôi. Ông bảo cha giáo cầm đi cho nó đều. Giê xu lạy Chúa tôi, Giê xu lạy Chúa tôi đều. Ở đây mà sao có vụ đều nữa? Thế tôi bảo chỉ có hai cái thôi, cái cầm này không được. Ông bảo Chúa mà chối, cầm đi. Chúa mà chối. Chúa tôi ơi, chả lẽ cãi nhau trên bàn thờ. Thôi thì cũng đành ngậm tâm để bị áp bức trên bàn thờ. Không dám cầm dơ cao đâu nha. Thò cái tay đỡ đỡ ở dưới dí, không dám dơ lên. Học trò đầy dưới kia đi lễ tạ ơn của cha mới. Lễ xong ra nó xuống và nó bảo bố dậy một đường làm một nẻo. Thấy rõ tỏ tường cầm cái bình đựng mình Thánh Chúa cho cháu dân. Giê-xu con ơi, con ta đau khổ trong tâm hồn. Trên thì bị búa, dưới thì bị đe. Con ơi con, thú thật là bây giờ chỉ có mấy đứa con cha dạy cho chúng con biết thôi, chúng con đừng đay nghiến cha. Còn cả bản dân thiên hạ mấy trăm người chả biết sai đúng gì cả. Thôi cha cứ nói lại Chúa, con đau khổ, con làm sai. Nhưng mà giáo dân nó không cứ chia trí, chứ không trên này mà cãi nhau với cái ông cha xứ thì nó ra làm sao. Tự dưng từ lành Chúa mà đâm cãi nhau, cầm mới không chẳng cầm. Rồi thôi ăn im thìn cất mà đau đớn trong lòng thảm thiết thay, cầm Chúa mà nó bị đay nghiến. Vậy tôi nói cho anh chị em nghe là đôi khi mà nếu chúng ta thấy có một cái gì nó xáo trộn, nó khác chúng ta, nên tôi nói anh chị em hôm nay tôi chỉ cho anh chị em cái này cái kia, thực sự đã có 2 tiếng đồng hồ rồi mà tôi không chỉ nhiều lắm, thì có nhiều cái có thể mà khác
điều tôi dạy mà ở giáo xứ này đang làm khác. Anh chị em mà nói với ông cha tướng hay mấy ông này, ông làm bậy rồi, ông cha giáo thủ ông bảo khác, thì lạy Chúa tôi, lần sau tôi không dám đến đây nữa đâu. Thế thì thực ra là mỗi ông chế này, ông chế kia, ông chế này, ông chế nọ. Anh chị em cứ coi cái chuyện đó, cứ nhắm mắt làm thinh thôi. Thấy Chúa là được, còn kệ bố ông muốn làm gì ông làm. Kệ bố ông muốn làm gì ông làm, có Chúa là được. Thế tôi nói với các học trò, tôi bảo có ai thuộc phụng vụ, thạo phụng vụ bằng cha không, mà toàn bị bắt làm sai thôi. Thì bố mới nói với Chúa, lạy Chúa, con lên thiên đàng không phải bởi vì con giỏi phụng vụ, vì con bị áp bức lắm, con bị áp bức vô cùng, toàn làm sai thôi, nên con lên thiên đàng là bởi vì con chịu đựng người ta, con chịu đựng người ta áp bức con phải làm sai. Mà giáo dân thì không biết, thì cứ thấy cha cứ làm đúng là được thôi. Mà cứ nghĩ làm sao họ nhìn thấy Chúa, con đang cử hành, nhiều khi con làm sai nhưng mà thấy Chúa được. Thì xin Chúa, vì thế giỏi phụng vụ không lên thiên đàng, mà giỏi nhân đức mới lên thiên đàng nhé. Vì vậy tất cả những ai trong ban phụng vụ mà bây giờ á, chúng ta cùng làm với nhau, mà giả thiết có những chuyện gì đó mà nó không có phù hợp, anh chị em nhớ cha giáo nói này, cái người nào có trách nhiệm, chúng ta phải biết lắng nghe anh em. Không có được tự mãn, không có được độc tài, không có được khẳng định quyền của mình, vì chúng ta chỉ là thừa tác viên Chúa dùng chúng ta thôi. Nhưng đôi khi sau khi thống nhất với nhau rồi đó, thống nhất rồi chúng ta có khác ý, mà có thể làm khác ý chúng ta, anh em hãy nhớ, nhân đức lớn hơn chuyên môn. Chúng ta tài giỏi nhưng đức chúng ta không có, mất hết. Nhưng chúng ta có đức, chúng ta hy sinh, chúng ta chịu đựng, và sự hiệp nhất và yêu thương nó lớn hơn cái khả năng của chúng ta, chúng ta lên thiên đàng. Ai đồng ý vậy giơ tay xem nào. Vỗ chàng pháo tay đi. Cái đó lớn lắm nha. Mà tôi nói cái này bằng xương, bằng máu, bằng nước mắt của tôi đó. Tôi nói cái câu này bằng nước mắt của tôi đó, bởi vì mình dạy học những điều Hội Thánh dạy, nhưng mà khi đi ra từ giám mục cho đến bề trên của tôi bắt tôi làm nhiều cái sai lắm. Nhưng tôi nói với Chúa, con yêu mến giáo hội, và khi các ngài là giám mục hay những người bề trên của con quyết định cái điều đó, thì không phải là con nói con đúng hay con sai, nhưng bây giờ con làm cái điều này để cho Hội Thánh được hiệp nhất, và mọi người nhìn thấy gương của con mà yêu mến Chúa, chứ không phải con giỏi mà người ta yêu mến Chúa. Nên tôi nói bằng mắt, nước mắt và máu của tôi đó, vì tôi đang phải chịu những vị chịu đó. Vì thế anh em có trách nhiệm, không được tự quyền, tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm, phải lắng nghe người khác. Nhưng sau khi đã thống nhất rồi thì cá nhân của mỗi chúng ta phải biết khiêm tốn, vì đón nhận ý kiến của tất cả cộng đoàn, của tập thể. Và khi chúng ta đón nhận ý kiến ở nguyên cái việc đó, tôi cũng rất thích cái nhìn này. Nếu mà con không có tham gia vào trong cái ban phụng vụ này thì con mất cái cơ hội để con luyện tập nhân đức. Anh em hãy nhớ phải chịu đựng lẫn nhau, phải tạ ơn Chúa, đây là cơ hội để con nên thánh. Còn anh em biến cái việc phụng vụ và việc này là cái cơ hội để chúng ta khẳng định mình. Mất hết. Chúng ta sẽ đấu đá nhau, biến việc Chúa thành việc phàm. Đây là vấn đề. Và trong giáo hội đang xảy ra cái chuyện này. Vì thế cái nhân đức của chúng ta, nhưng chúng ta không được làm bậy anh em. Bất cứ ai có trách nhiệm phải biết Hội Thánh dạy cái gì đàng hoàng, tử tế, không có tự độc đoán, muốn nghĩ sao làm vậy đâu. Đó là cái vấn đề anh em. Đó là tôi xin nói bằng nước mắt và máu của tôi đó, chứ không phải tôi nói bâng khuơ đâu. Tôi dạy lý thuyết thì nhiều, nhưng mà làm linh mục lâu năm, và khi mà mình đối diện vấn đề thì mình mua bằng nước mắt và máu của mình. Mà tôi nói với trước mặt Chúa, lạy Chúa, con được học hành, nhưng con sẽ không dùng kiến thức của con để gây chia rẽ trong giáo hội. Con sẽ dạy cho anh em con, chỉ cho anh em con yêu mến Chúa. Và đôi khi có sự khác biệt thì con vẫn nói với anh em con, hãy đón nhận sự khác biệt đó để gặp gỡ Chúa, chứ không phải để mà đấu đá nhau. Đó, đó. Thưa cha,
cũng cái này thôi. Chúng ta thấy, bây giờ tôi đọc những cái này, anh chị em trong các cái ban chúng ta chú ý nha. Thưa cha, đang trong giờ thánh lễ, các thành viên trong ban phụng vụ hay có những người có trách nhiệm cứ to nhỏ xì xèo, cười cợt, nhăn nhó với nhau thì chúng con gây chi trí. Đây, họ phản ứng, họ nhắc thì chúng ta nhớ nha. Rồi, thôi. Chúng ta nhớ nha, chúng ta nhớ qua những câu hỏi này nghĩa là chúng ta đơn thuần chỉ là thao tác. Còn chúng ta không có nhớ là chúng ta đem Chúa đến cho người khác. Câu hỏi đó nghĩa là như vậy đó. Chúng ta cứ xì xèo với nhau. Tí nữa anh làm cái này, chị làm cái này, làm. Chúng ta đơn thuần là một cái dịch vụ trong công ty thao tác. Còn gặp Chúa hay không? Không có. Mà ca đoàn nghe cha nói này các con. Lại Chúa tôi, cha cũng bực mình lắm. Nhưng mà cha cũng phải cứ chịu đựng vậy, nhưng mà cứ phải nhắc. Nhiều khi chúng con đi hát lễ là chúng con lo hát không à? Chúng con không có gặp gỡ Chúa. Mà cha nói thật nghe không? Dám nói mạnh luôn đó. Các ca viên nhiều khi chúng con đến hát, nhưng mà hát xong có thể người khác nghe chúng con hát, cũng giống như người ta thấy cha làm lễ đó. Người ta nghe cái bài hát đó, người ta được cảm nhận được cái tình yêu của Chúa, người ta rung động trong tâm hồn gặp gỡ Chúa. Nhưng chúng con hát, chỉ nhắm hát mà thôi. Hát xong một cái thì cái bài đó nó trôi qua, lại chuẩn bị bài hát khác. Cứ lo hết hát bài này sang bài hát, mà nhắm hát làm sao để cho người ta thấy rằng là mình hát hay đấy, mình hát hay, kỹ thuật hay. Có một lần đó, bài hát chúng ta hát được, nó chuyện chuẩn bị quyển kỹ lưỡng lắm. Thế ra, nó hỏi tôi về này, bố thủ, hôm nay bố thấy chúng con hát hay không? Bây giờ con hỏi cha hát hay là như thế nào? Thì chúng con thấy bố thấy chúng con tập hát kỹ lưỡng hay không? Hay bố thấy tất cả chúng con như toàn ca sĩ hết? Đứng về cái phương diện đức tin, bố cho chúng con điểm âm, hát như mắm ấy. Mắm làm sao? Nó chát Chúa, bố không gặp Chúa. Bởi vì chúng con, tại sao? Bố nhìn chúng con dâng lễ đó. Bố thấy chúng con loay hoay suốt từ đầu cho đến cuối. Bài ca nhập lễ xong, bố thấy chúng con thuần túy, đó là ca sĩ. Chúng con sau cái bài hát thứ nhất, chúng con sang hậu trường, không phải là phía sau cái màn gió, mà chúng con ở trước với nhau. Sau bài hát nhập lễ xong cái, từ ca trưởng cho đến tất cả những người hát, giờ, tí nữa hát cái gì, đáp ca xong, giờ, hát dâng mấy điệu, hát bên dưới, giờ, hiệp lễ xong, giờ, kết lễ. Suốt từ đầu cho đến cuối, cứ nhăm nhe toàn bài hát thôi. Bố hỏi lại chúng con, trong suốt thánh lễ vừa rồi, chúng con hát quá trời quá đất. Thì người ta đến cái chỗ đó, người ta nghe, người ta hát, thấy các con hát thì người ta thấy Chúa. Nhưng bố hỏi thật, chúng con hát quá trời từ nãy giờ, ai đã cầu nguyện mà gặp gỡ Chúa được, nói cho bố nghe. Im thiên thít, nói chuyện như tầm ăn rỗi vậy. Cứ hết bài trước sang bài sau, trao đổi với nhau cứ xì xa xì xèo chưa đâu. Những cái bài hát lớn thì còn thống nhất với nhau nhầm. Còn những dịp lễ, chẳng hạn dịp lễ thường thường này, ca trưởng á, đâu có chuẩn bị đâu. Một vài ca trưởng không chuẩn bị. Đến cái giờ lễ thì là lấy sách, giờ, bài ca nhập lễ. Xong đầu chưa có chuẩn bị đáp ca, giờ, bài ca dâng bánh lễ, giờ. Thế là cái đám ở dưới đó, bài này dở, chọn bài khác đi anh. Thế là không chuẩn bị trước, không thống nhất với nhau, nguyên cái chọn bài không, xì xà, xì xèo, to, nhỏ, lớn, bé, rồi nguyên cái đó tranh luận với nhau rồi. Nghĩa là chỉ nhắm bài hát thôi. Có tin tôi nói không? Chỉ nhắm hát, chứ còn không có nhắm cầu nguyện như thế nào. Và đây là vấn đề nha. Thưa cha, có một số giáo dân, đặc biệt là những người lớn tuổi, có thắc mắc rằng họ thấy trước thánh lễ và sau thánh lễ có một vài người nữ trong ban phụng vụ đi lên đi xuống, mở cửa nhà tạm trên cung thánh, và có đôi lúc cũng quỳ lại thánh thể Chúa nữa. Vậy có được không? Có em chả hiểu sao cái bà nào mà lên mở cửa nhà tạm được, chìa khóa cứ để cắm sẵn đấy nè. Em chả hiểu. Nếu thật sự cần thiết thì có nên nhờ thầy sáu hoặc anh chị em, các ông thì tốt hơn, chứ để nữ giới làm việc đó con thấy cũng khó coi. Em cũng xin trả lời thế này cho các bác nghe này. Bây giờ bảo đi lên đi xuống mở cửa nhà tạm thì không biết mở cửa nhà tạm xong mấy bà này, bà lại có chìa khóa bà mở thì em cũng chả hiểu nữa. Thế bà lộng hành quá thể đấy.
thì em không hiểu nữa. Nhưng mà có như thế này nè, là qua cái câu hỏi này thì tôi có cảm tưởng là anh chị em không chịu người nữ lên trên cung thánh. Ai không chịu người nữ dân lên cung thánh giơ tay em xem xem nào. Ai không chịu, ai không chịu, không dám giơ tay. Giơ tay tí nữa là mấy đứa kia nó chặt đầu rồi đó. Đừng có mang cái óc kỳ thị chủng tộc như vậy nhau, kỳ thị người nữ cái kia. Nhưng mà có một cái chi tiết này, qua cái câu nói đó đó, tôi cũng là một người trong ủng hộ nữ giới đó. Tôi là ủng hộ cho nữ giới để thay thi hành thừa tác vụ, dĩ nhiên là làm linh mục không rồi, nhưng mà tham gia các việc này. Nhưng mà tôi dạy học, tôi nói này, tôi ủng hộ nữ giới tham gia các cái việc trong phụng vụ. Nhưng các bạn nữ thân mến, tôi là một người nam, tôi nói thay một số người nam và đồng thời tôi cũng là linh mục nữa, thì nếu người nữ mà các bạn tham dự vào trong cử hành phụng vụ với các chức năng thì các bạn nhớ là tư thế của các bạn và cách các bạn thi hành thừa tác vụ, thì nguyên tư thế và cách cử hành của các bạn dễ gây chú ý cho người khác. Vì thế các bạn phải nhớ người nữ dễ biến cái tư thế của mình gây chú ý cho người khác, thì cái này là nguy cơ to. Nguy cơ là các bạn đã biến mình thành sự gây chú ý cho người khác. Còn nếu các bạn thi hành thừa tác vụ mà các bạn cung kính mà người khác thấy Chúa ở nơi các bạn thì rất tuyệt vời. Em không nói láo tí nào đâu. Các ông thi hành thừa tác vụ ở trên này, họ không chú ý nhiều về ngoại hình, nhưng các bà hay chú ý về ngoại hình. Bôi, áo, quốc, dép, vô cùng rắc rối. Em không có nói láo một tí nào em nhé. Mấy cái người nữ hay chú ý ngoại hình lắm. Cứ tự nhiên rồi mình đi đứng bái quỳ chắp tay cung kính thì cũng giống như người nam thôi, chứ có gì mà sai. Nhưng mình quá chú ý đến ngoại hình, cuối cùng ra mình gây chú ý về mình hơn là cái mình thi hành thừa tác vụ. Các bác có hiểu âm cắt nghĩa không? Em kể em là nạn nhân nhé. Em là nạn nhân nhé. Đây là nạn nhân này. Mọi lần thì nó mặc áo an ba, nó đọc thánh thư, thì khuôn mặt của nó, ta gọi là khuôn mặt tự nhiên vậy thôi. Tự nhiên mình nhận ra. Hôm đó lễ bổn mạng, nó xin bố, nó bật áo dài. Mà lại Chúa tôi em nói thật, nó bôi, nó vẽ đây, nó bôi này, nó quẹt. Mà em nói, em mới nhìn cái em không biết đứa nào nữa luôn. Em không biết đứa nào nữa. Đến khi em nhìn em bảo, nó xin mình mà sao, nó mượn đứa nào đọc thành thế vậy. Thì mình lại không nhận ra nó, vì nó bôi quá thể. Mình không nhận ra nó. Thế mình bảo, mình bắt đầu nhìn từ xa. Mình bảo, nó xin mình đọc thánh thư. Mà giờ nó bật áo dài, mà bây giờ mà sao không biết có phải, tại nhìn thoáng qua như vậy. Thế mình nhìn cái ánh mắt hơi ngạc nhiên, nó bảo bố hôm nay nhìn con đây. Thế thì mình nhận ra là giờ cái giọng nói của nó thôi, chỉ biết giọng nói của lại Chúa thôi. Tao tưởng là con ma chứ. Tao không nhận ra được. Chúa tôi ơi, sao hôm nay mày bôi quá thể vậy. Bôi quá lẽ mình là bôi ơi là bôi. Em hỏi thật các bác nhé, em là nạn nhân. Các bác đi đám cưới, nhiều khi các bác nhìn một cái người bạn, các bác có phải một lúc chựng lại xem có phải người này không? Các bác có bao giờ nhìn thấy bao giờ chưa? Ai thấy vậy giơ tay em xem. Giê-xu lạy Chúa tôi, nào có phải mình đâu, cả làng cũng là nạn nhân. Chúa tôi ơi. Nên em lạy các chị. Em lạy các chị này, các chị cứ
tự nhiên thì chúng em rất là ủng hộ các chị. Giêsu mẹ Chúa tôi, cái bà nội nào bà lên bà lạy Chúa, bà quỳ trên cung gánh một lúc. Giêsu bà quỳ ấy, quỳ khéo léo kín đáo một tí. Ôi già ơi, cái phía sau bà nó hơi gợi hình, chúng em nom không được. Ê, đây đây, nó nhìn thấy lên bái Chúa cung kính mà mình đàng hoàng tử tế, người ta ròm lên cái bà đó, bà quỳ bái Chúa đàng hoàng tử tế, có ai bảo gì. Nhưng các bác, mấy người nữ phải chú ý cái phía sau của mình nghe chưa, hiểu em nói không? Mấy cái người đàn ông, mấy cái người đàn ông, thế thì nó xem mấy cái người đàn ông lên, nó thấy 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 vậy thôi. Nhưng mà mấy cái người đàn ông hay mấy cả mấy cái người đàn bà, họ thấy cái người nữ lên, nó dòm từ trên chân xuống, trên đầu xuống chân, thì mình phải chú ý chứ. Mình chả có chú ý cái này đi. Thế cuối cùng ra, nó đâm cái ngước em con mắt, nó không chịu. Chúa tôi ơi. Con thấy vài người tham gia hội đoàn như tham gia ban phụng vụ, và họ từng nói tôi đi phụng vụ nhưng vì ngày này người kia cho tôi không bình an thì con không đi nữa. Rồi nhóm họp nhóm này nhóm kia để bài trừ cái này bài trừ cái kia, không bình an, tôi vân 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 vân. Sao hôm nay toàn hỏi những cái gì vậy? Hỏi vì yêu mến Chúa đi. Thôi bỏ cái này đi. À, hỏi yêu mến Chúa. Không có nói này nữa. Mà thấy sao mấy cái câu hỏi này toàn tố nhau vậy? Bây giờ này, em á, sẵn sàng bác Tấn đâu rồi. Bây giờ là 8:20. Em cũng thích bởi vì thế này là chả còn mấy tí ở đây. Em phải đi mất tiêu rồi. Em không có cơ hội nói. Em thích nói lắm nha. Mà có thích người nghe thì em thích nói lắm. Bây giờ cho em nói cho đến 9 giờ có đồng ý không? Xin phép bác Tấn cho con nói đến 9 giờ. Thì bây giờ này, bây giờ từ mấy cái câu hỏi vừa rồi thấy mình thấy nó không có thích lắm. Bây giờ anh chị em hỏi câu hỏi nào, cha chỉ cho con làm sao để con yêu mến Chúa, tham dự sốt sáng cách gì 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 đó. Mấy cái câu hỏi nó mới hay chứ. Còn mấy câu hỏi này thì mình thấy thưa cha, con xin có ý kiến như thế này cha. Là xin cha cho tất cả mọi người trong này, ai muốn hỏi cha những điều gì trực tiếp thì hãy đưa tay lên và chúng tôi sẽ đưa microphone đến. Đấy, đấy, hay quá. Cứ giơ tay lên đi. Em trả lời 9 giờ hay hơn tí giờ cũng được. Em thích nói lắm. Cứ giơ tay hỏi đi. Hỏi cái gì mà yêu mến Chúa gì gì đó. Rồi kìa các bác kìa. Rồi. Bây giờ như vậy này. Ở đây bây giờ trên này đi. Rồi kìa bác cầm micro kìa. Giơ tay nha. Bây giờ tất cả mọi người giơ tay sẽ được trả lời hết nha. Đứng chuẩn bị. Dạ thưa cô, cha, con có một người nhờ con hỏi câu hỏi của cha như thế này. Là trong nhà thờ đó, mình có được đem lân vào trong nhà thờ múa không? Múa lân đó. À múa lân rồi, được rồi, xong. Dạ. Bây giờ chúng ta phải phân biệt này. Bây giờ hỏi cái múa lân. Bây giờ đây là câu hỏi tổng quát này. Trong nhà thờ chỉ cử hành những gì thuộc về sự thánh thiện. Những gì thuộc về dân sự, không chỉ là múa lân, rước đèn trung thu cái gì đó, thì không được phép gây lẫn lộn cử hành thánh với lại cái hành vi thuộc về văn hóa xã hội ngoài thường. Hiểu tôi nói không? Không được phép đem nào, bất luận. Đến độ là tòa thánh nói thế này, trên cung thánh đây là nơi thánh, cử hành thánh, thì một số những việc mang tính cách đạo đức nhưng không phải cử hành thánh. Ví dụ diễn nguyện này, thánh ca Giáng sinh này, hay là gì đó muốn đưa lên trên cung thánh này phải có phép của đức giám mục chứ không phải là cha xứ cho phép. Luật hội thánh vậy, vì nơi đây một khi đã thánh hiến là chỉ dành cho Chúa cử hành thánh lễ. Còn diễn nguyện cũng là đạo đức đấy,
diễn nguyện này, thí dụ chẳng hạn hoạt cảnh Giáng sinh, thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ gì đó, rồi hay là thánh ca Giáng sinh cũng là điều tốt thôi, là đạo đức, nhưng đó không phải là cử hành thánh thì phải có phép của Đức Giám Mục trước, không phải là cha xứ cho phép. Huống hồ những việc dân sự văn hóa, múa lân rước lồng đèn hay gì đó, cấm nhặt nhau, không được phép đem vào nhà thờ đó. Rồi. Mời anh bên kia. Dạ, thưa cha, con xin hỏi phần cuối của thánh lễ khi cha ban phép lành nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần thì giáo dân có lên làm dấu hay không làm dấu? Cái này cũng là một vấn đề đây. Trước hết, cái sách lễ Roma anh chị em thấy, anh chị em biết nhau, bây giờ xin cảm ơn anh em. Khi mà chúng tôi dâng lễ thì trên bàn thờ có hai cuốn sách. Một cuốn sách ở trên bàn thờ đó thì gọi là sách lễ Roma, mà các cháu lúc đó giờ tôi đứng đấy, các cháu bê cuốn sách ra là cho tôi đọc đó. Thì trong cái cuốn sách đó là sách lễ Roma, toàn bộ tất cả những gì mà làm lễ, tôi nói ví dụ nha, anh chị em biết trong cuốn sách nó ghi hết. Ví dụ chẳng hạn cha đi ra bàn thờ chắp tay bái quỳ hôn bàn thờ, trong đó ghi hết. Rồi tất cả các lời nguyện cha đọc trong đó hết. Rồi trong đó truyền phép cho hết. Thì nghi thức thánh lễ từ đầu cho đến cuối nó ghi trong đó hết. Thì trong đó nó sẽ có hai mục sau đây. Cái mục mà linh mục đọc và cái mục mà chỉ dẫn làm thì gọi là chữ đỏ. Tôi nói ví dụ nha. Ví dụ chẳng hạn, linh mục tiến ra bàn thờ, bái bàn thờ, hôn bàn thờ, trong đó nó ghi hết. Nó ghi bằng cái chữ đỏ để biết là linh mục phải làm cái gì. Rồi sau đó đọc nhân danh cha và con và thánh thần in chữ đen. Thì cái chữ đen là cái chữ phải đọc. Còn cái chữ đỏ là cái chữ phải làm. Có hiểu em cắt nghĩa không đã? Hiểu cho tay em xem. Đấy, giờ cứ có sách ra, thấy cái chữ đỏ là cái chữ chỉ cách làm cái gì, còn cái chữ đen là cái chữ ông phải đọc. Thế thì về vấn đề làm dấu thánh giá, có một cái điều lạ là thế này. Câu hỏi là sau khi cha ban phép lành, linh cha ban phép lành nhân danh trên Chúa toàn năng là cha và con thần giáo dân có làm dấu thánh giá không? Thì tôi trong tư cách là chuyên môn á, thì cái đầu lễ đó, ông cha ông ra, ông đọc nhân danh cha và con và thánh thần, anh chị em không được đọc mà chỉ mình ông đọc thôi. Rồi anh, nhưng mà anh chị em sẽ làm theo ông ấy, thì ông đọc nhân danh cha và con và thánh thần, anh chị em chỉ đọc cái gì? Amen. Nhưng làm dấu theo ông ấy. Có hiểu em nói không? Bây giờ đi lễ có làm vậy không? Rồi thì trong đó ghi hết, trong đó ghi hết. Linh mục làm dấu thánh giá, mọi người làm theo linh mục, và linh mục đọc nhân danh cha và con và thánh thần, giáo dân thưa amen. Trong đó ghi hết, nên anh chị em làm đúng vậy. Cuối lễ ghi, linh mục sẽ ban phép lành như sau. Xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và thánh thần ban phúc lành cho anh chị em. Thì cái câu đó chữ đen đọc hết, nhưng mà dưới không bảo giáo dân làm dấu, không có chữ gì hết, không có ghi là đang lúc linh mục ban phép lành thế này thì giáo dân làm dấu thánh giá theo linh mục, không ghi một chữ nào, không ghi một chữ nào. Bây giờ các bác mà không tin, mai cấm còn sách lễ Roma, ban phụng vụ nhá, cha giáo nói nhá, mai giờ sách lễ Roma, giờ cái phần nghi thức kết thúc á, không một chữ nào linh mục khi ban phép lành mà dân giáo dân làm dấu thánh giá, không có. Nhưng mà tại sao chúng ta làm dấu thánh giá? Giờ lại sang cái vấn đề khác rồi đây. Ra vấn đề khác là thế này. Là khi linh mục ban phép lành như thế thì sứ mạng của chúng ta, anh chị em để ý cái từ ngữ này này. Đây từ ngữ này, anh chị em nghe đây. Xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và thánh thần ban phúc lành cho anh chị em. Thì phép lành này tên gọi là phép lành ba ngôi. Phép lành ba ngôi, anh chị em nghe này. Ông cha ông đọc xin Thiên Chúa toàn năng. Ông xin đi Thiên Chúa toàn năng. Xong bắt đầu ông định nghĩa là cha và con và thánh thần ban phúc lành cho anh chị em. Chứ không phải là tôi ban, không phải ông cha ban. Và ông đọc cái đó là xin Thiên Chúa đó, Thiên Chúa toàn năng đó, là Thiên Chúa toàn năng đó là gì? Là ba ngôi đây, cha, con và thánh thần ban phúc lành cho anh chị em. Thì trong phụng vụ gọi là phép lành ba ngôi. Sao mà các loại phép hành khác gọi là phép lành mình Thánh Chúa? Chị em thấy khi chầu Chúa, linh mục cầm mặt nhật đưa lên, đưa mặt nhật đưa lên, vẽ hình thánh giá trước mặt chúng ta thế này. Anh chị em thấy chưa?
thì đây được gọi là phép lành mình Thánh Chúa. Nhớ chưa? Trong phục vụ có hai loại phép lành: phép lành ba ngôi và phép lành mình Thánh Chúa. Không hề có một chỗ nào bảo làm dấu thánh giá hết. Nhiều người cha cầm mình mặt nhật lên cha ban phép khua quá trời khua tào lao, khua quá trời khua. Cha ban phép lành thế này, nhưng trong thánh lễ thì lại làm dấu thánh giá. Đó là thế này, đây không buộc, trong khi thức không ghi. Vì thế giả thiết ai không làm dấu thánh giá thì người khác đừng bắt buộc người ta làm, vì trong sách không ghi, không buộc. Nhưng nếu ai làm cũng là điều tốt. Bởi vì nhắc tại sao, anh chị em nghe đây, tại sao chúng ta làm dấu thánh giá lúc đầu lễ và rồi sau lễ chúng ta làm dấu thánh giá? Nhiều người chúng ta không có hiểu ý nghĩa của dấu thánh giá. Ê, nhiều khi anh chị em chúng ta giáo dân, chúng ta cứ nghĩ là bắt đầu vô thì làm dấu thánh giá, thì về làm dấu thánh giá. Nên em không nói láo tí nào đâu nhá. Khi đầu lễ thì em đi lễ trễ thì cha làm dấu thánh giá bắt đầu lễ rồi. Nhưng mà đi lễ một nửa mùa, lễ nửa mùa có nghĩa là gì? Đang đọc thánh thư, mà từ đã đăng thánh thư thì là cha làm dấu thánh giá rồi. Nhưng mà em chưa làm thánh dấu thánh giá thì em từ cửa vào, em vừa đi em vừa, từ nãy giờ em chưa làm thì em làm. Dấu thánh giá đó là gì? Dấu thánh giá là bởi em chưa làm thì bởi em làm. Dấu thánh giá là khởi đầu. Thế rồi nhiều khi cha chưa ban phép lành, cha chưa ban phép lành, nhưng bây giờ em vội về. Thế đang ngồi, thế em tụt xuống, em quỳ xong rồi em làm dấu thánh giá. Mà đang lễ, người ta bảo à mẹ bố mày, nó tụi mày tố cáo mày làm dấu thánh giá, mày chuồn. Thế thật dấu thánh giá, tại vì cha chưa ban, nhưng mà bây giờ em về thì em làm. Có nghĩa là gì? Là em chuồn nhá. Do đó đứa nào mà đang lễ mà làm dấu thánh giá là dấu chuồn. Còn đứa nào mà đi vào cha đang làm lễ rồi mà làm dấu thánh giá là quân đi trễ nhá. Do đó dấu thánh giá là cái tự tố mình đi trễ hoặc là về trưa, về sớm nhá. Vỗ tay cái đi. À, con cảm ơn cha. Thế bây thì giờ mời em. Cha hiểu cái gì? Làm dấu thánh giá là dấu trốn, hoặc làm dấu thánh giá là quân đi trễ. Vì cứ ghi chưa làm thì làm. Nhưng chúng ta lưu ý, dấu thánh giá là dấu mà trước hết đầu lễ chúng ta làm dấu thánh giá là Chúa ở với chúng ta, Chúa quy tụ chúng ta. Nhưng kết thúc chúng ta làm dấu thánh giá là gì? Chúa ở với chúng ta để chúng ta lên đường. Có thế thôi. Do đó dấu thánh giá là Chúa quy tụ chúng ta, và dấu thánh giá là dấu chúng ta được Chúa ở với chúng ta lên đường. Chứ không phải vào chưa làm thì làm nhé, rồi tí trốn về làm nhé, chật lất hết cả rồi. Thôi được rồi, câu hỏi nữa đi. Con có 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là cái câu mà chúng ta đáp lại sau truyền phép là cho đến khi Chúa lại đến. Hồi xưa thì như vậy, bây giờ giáo hội đổi lại là cho đến khi Chúa đến. Còn bây giờ giáo hội bên Mỹ thì vẫn sử dụng là cho đến khi Chúa đến. Thì hai cái mấy cái đó nó có khác nhau ngày thế nào? Ngày trước thì xin Chúa lại đến, còn vâng, bây giờ cho đến khi Chúa đến. Vâng. Thôi bây giờ đến một câu hỏi ra mình giải thích. Tôi ở trong cái ủy ban phụng tự dịch sách đây. Một trong những tác giả đang đứng đây này để dịch sách cho anh chị em đọc đây. Khổ một cái là thế này, là khi dịch sách thì tiếng Mỹ, tiếng Anh hay tiếng Pháp, tiếng gì phải dịch dựa trên cái bản gốc của tòa thánh là tiếng Latin. Cho tiếng Latin, rồi từ tiếng Latin đó dịch ra tiếng Anh, dịch ra tiếng Pháp, dịch ra tiếng Việt. Thế thì khi chúng tôi trong ủy ban phụng tự là dịch sách ra cho cả mọi người đọc thì tranh luận nhau lắm, rất là tranh luận nhau. Cho đến khi Chúa đến hay cho đến khi Chúa lại đến? Thì Chúa lại đến á, thì đúng nghĩa của nó là Chúa quang lâm đấy. Chúa đã đến rồi, tức là Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô đã đến rồi trong mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người. Thì sẽ đến ngày Chúa lại đến là trong ngày cánh chung, tức là ngày tận thế là Chúa lại đến. Cái anh hiểu. Về phương diện thần học đó, là Chúa đến rồi thì Chúa sẽ lại đến. Nhưng cái bản gốc á, khi mà đưa cho tòa thánh á, thì tòa thánh nói về mặt thần học là đúng, nhưng mà cái bản của nó đấy thì nó là không phải là lại mà là đến. Đây là bằng chứng này. Thế khi mà tranh luận nhau lắm, chúng tôi đau đầu về cái vụ này. Khi lời truyền phép á, thì về mặt thần học á, thì họ bảo rất kỳ cục. Lời truyền phép tất
cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới đổ ra cho các con. Và nhiều người, anh chị em để ý, và nhiều người được ơn tha tội. Nhiều người. Thế thì bản văn nó ở trong đó nó dịch từ tiếng Latin ra cho tất cả mọi quốc gia là nhiều. Người ta bảo, Chúa chết nhiều người thì có nghĩa là chỉ một nhiều, còn đâu có phải hết mọi người. Vậy thì người Phật giáo hay người khác thì không được cứu độ sao? Thế một quốc gia là dịch sửa lại cái từ tiếng Latin, thay vì là nhiều người thì dịch là cho mọi người được ơn cứu độ. Tòa Thánh bảo không phải là dịch mà là phỏng dịch. Vì dịch từ tiếng Latin ra là nhiều chứ còn là mọi. Anh lý luận là mọi về bản văn, nhưng mà bản văn gốc là nhiều. Nhưng anh chị em này, nhiều ở đây không có nghĩa là một số, mà nhiều ở đây tiếng Latin hiểu là mọi người. Rắc rối vậy, do đó học. Vì thế các bác biết không, em nói với các bác, vậy mới là học cái khoa chú giải Kinh Thánh chứ. Em nói ví dụ nha, các bác nghe em nói này. Ngày hôm qua em giảng ở nhà thờ Saint Victor đó. Saint Victor. Em có nói cái này là nhiều người hiểu cái áo cưới á. Ông chủ ông vào, ông bảo mày đi vơ hết cả những người quân nọ quân kia lung tung vào trong phòng cưới của ta. Đến khi ông vào, ông lại trông thấy có một người không mặc y phục lễ cưới. Ông bảo sao anh vào đây không mặc y phục lễ cưới? Cái ông vua nấy buồn cười ghê á, đi vơ hết tất cả tội lỗi hay xấu xa vào homeless, những người ăn mày, lấy đâu mà y phục lễ cưới. Thế nhiều người cứ hiểu y phục lễ cưới là chúng ta đi đám cưới chúng ta phải mặc áo đẹp. Không phải. Văn hóa Kinh Thánh thời Chúa Giêsu không hiểu cái áo cưới đó là cái áo chúng ta mặc đẹp. Thì phải học về văn hóa Kinh Thánh mới được. Người Do Thái hiểu y phục lễ cưới là cái tư cách của mình vào, mình mặc lấy cái tâm tình của mình, của cái ông vua. Cái thằng đó là cái thằng homeless, cái thằng ba trời ba đất. Ông mới thương mày, ông bảo mày dù là cái thằng ăn mày, nhưng mà tao vẫn mời mày vào ăn đám cưới của nhà tao, nhà ông vua. Nhưng mà mày vào đó thì mày phải nhớ, bây giờ mày phải lột xác, mày phải mang cái tâm tình của thực khách, chứ mày không phải là thằng ăn cướp ngoài kia nữa. Thì bây giờ cái áo cưới có nghĩa là mày thay đổi cái đời sống của mày để hợp với cái đám cưới, chứ không phải là mặc áo cưới. Cái ý của ông muốn nói là như vậy. Vì thế mới có chuyện nào ông bảo mày không mặc áo phủ cưới, ông mới bảo trói chân tay nó lại ném vào trong kia. Lạy Chúa, tôi nó nghèo, nó không có áo, mà mình cứ tưởng không có áo thì mình trói chân tay. Cái ông này kỳ cục. Tại vì nó không có tâm tình của một cái người thực khách, nó vẫn chứng nào tật đấy. Mặc dù ông yêu nó, ông mời nó vào ăn, ông nó là thượng khách của ông ấy, nhưng mà nó vẫn là thằng cướp. Nên nó bảo nó bậy, nên nó mới trói ông nó vào. Ông mới trói nó vào. Có hiểu em nói chưa? Không có hiểu Kinh Thánh thì nói tầm bậy tầm bạ. Vì vậy á, xin để nói, vì thế với chữ lại đến hay là đến á, là phải dịch theo bản văn tiếng Latin đấy. Rồi mời câu hai thứ hai. Thưa cha, câu thứ hai mời anh bên này. Vâng. Còn hỏi câu hai nữa. Thôi bây giờ nhường cho cái người này câu thì tí lại ai không có thì câu hai. Ai cũng muốn hỏi cha giáo thì. Dạ, thưa cha, cha xứ của con á, hồi nhỏ có dạy là anh chị em cũng là tư tế, tức là khi anh chị em đi tham dự thánh lễ là anh chị em cũng là đồng tế với chúng tôi. Đó, thì anh chị em tư tế này, có hỏi có như vậy có đúng không? Con hỏi thắc mắc vậy ạ. Ông cha ông giải thích có lẽ là mới có một nửa vế thôi. Tức là thế này, tất cả chúng ta từ linh mục hay đến giáo dân, khi chúng ta tham dự cử hành thánh lễ là chúng ta là tham dự vào chức tư tế của Chúa Kitô. Ông cha không là tư tế, chúng ta không là tư tế, nhưng mà có một cái vế sau. Ông muốn nói bác quên mất tôi rồi. Ông có nói câu này, chúng tôi là những người tham dự chức tư tế thừa tác, còn bác là chức tư tế phổ quát. Bác quên hai cái chữ thừa tác và phổ quát rồi. Cũng là tư tế, nhưng mà tư tế thừa tác có nghĩa là tôi là tư tế, thừa tác có nghĩa là tôi hành động trong tư cách là Chúa Kitô là đầu của cộng hạt của thánh. Vì thế ông cha ông dâng lễ là ông đóng vai trò như Đức Kitô quy tụ chúng ta lại.
Còn chúng ta là tư tế phổ quát, nghĩa là chúng ta cũng tham dự vào, nhưng chúng ta đóng vai trò tham dự vào sứ mạng của Chúa Kitô. Vì thế, cái câu này nó mở rộng thêm một chí này. Chỉ có những ai có chức tư tế thì mới được thi hành nhiệm vụ ở trong thánh lễ mà thôi. Chức tư tế đó được trao ban qua bí tích thánh tẩy. Mọi người chúng ta hết khi được rửa tội, chúng ta khi dâng thánh lễ là chúng ta thi hành chức tư tế phổ quát. Trong số những người Kitô hữu là chức tư tế phổ quát tôi đây, tôi cũng giống được anh chị em, tôi lãnh nhận bí tích thánh tẩy là tôi có chức tư tế phổ quát. Nhưng sau đó giáo hội trao cho tôi chức linh mục, thì qua chức linh mục tôi sẽ tham dự vào một cái vai trò tư tế thừa tác. Nhớ nha, tư tế phổ quát là dành cho người rửa tội, tư tế thừa tác là dành cho người có chức thánh. Vì vậy, anh chị em nghe đây, đặc biệt ca đoàn nghe không? Chỉ có những người có chức tư tế mà thôi thì mới có thể hành động nhân danh cộng đoàn. Vì vậy, giả thiết các bạn kia là người ngoại, mà bây giờ thấy ca đoàn rất hát rất là hay, bây giờ muốn tham gia vào ca đoàn để hát được không? Được hết nhầm. Vì thế khi đó có một số những người mà ngoại họ muốn tham gia vào ca đoàn để họ qua cái đó, ta dùng từ cho nó dễ hiểu, như là một cái sân chơi rất lành mạnh, thay vì họ đi hát karaoke hay là gì, họ muốn hát trong ca đoàn đều nhận được hết. Nhưng nếu họ solo, và thậm chí đây anh chị em, kể cả đám cưới, bây giờ giữa một người công giáo kết hôn với một người không công giáo, thì người không công giáo, tức là không có chức tư tế, không được phép đọc thánh thư. Và cái người mà hát ở trong ca đoàn á, không có chức tư tế phổ quát thì không được solo. Bởi khi solo là anh thay mặt tất cả mọi người. Mà các bạn để ý đây, ở đây không phải là solo, mà ở đây là anh solo, có nghĩa là anh cầu nguyện qua tiếng hát. Anh chị em nhớ nha, hát là gì? Hát là cầu nguyện. Hát là cầu nguyện, nhớ nhầm. Ở đây không phải là hát, mà là chúng ta cầu nguyện bằng lời ca. Mà khi anh hát, tức là anh cầu nguyện solo, thì là anh đại diện chúng tôi, anh thay chúng tôi cầu nguyện. Lạy Chúa, tôi quân ngoại mà thay quân nội thì thôi hỏng bét bè bè rồi. Quân ngoại không có chức tư tế làm sao mà thay quân nội được. Vì vậy đó, các bạn ấy hát được, nhưng mà bây giờ hát, các bạn ấy hát có thể ta nói giọng tốt nhau, nhưng các bạn solo người ngoại không thay thế chúng ta được vì không có chức tư tế phổ quát. Rồi mời bà, mời chị. Vâng. Còn có chị kia nè. Trong mấy cái buổi đọc kinh ở trong gia đình hay là trong các hội đoàn, và nhất là trong các đám tang, thì lúc mà công bố lời Chúa đó, thì có đọc thì... đọc đó là lời Chúa không? Vâng, đó là lời Chúa. Đầy đủ ý từng nha, vâng. Hỏi câu hỏi biết liền. Dạ. Hỏi câu đó thì dạ. Câu hỏi nó thuần lời. Mời ngồi xuống, mời xuống. Anh chị em để ý thế này này, là ở đây có ai, có mấy bà sơ thì biết rồi, có mấy bà sơ. Ở đây ngoài mấy bà sơ thì các câu hỏi này còn ai, anh chị em ai ngồi ở đây có đọc giờ kinh phụng vụ, kinh sách, kinh sáng, kinh trưa, kinh chiều, kinh tối. Mấy bà sơ này miễn bàn hỏi vì anh nào, ai ở đây đọc giờ kinh phụng vụ, kinh sách, kinh sáng, kinh trưa, kinh chiều, kinh tối, giơ tay xem. Rồi. Các bạn, anh chị em nhìn những người họ đọc giờ kinh đây này, kinh sách, kinh sáng, kinh trưa, kinh chiều, kinh tối có nghĩa là cái gì? Không có phải là sáng mình đọc kinh, thưa cha con buổi sáng con không đọc kinh, con thưa cha xưng tội. Sáng con đọc kinh, tối chẳng đọc kinh gì, không kinh kinh sáng danh, tào lao nghe chưa? Kinh sách, kinh sáng, kinh trưa, kinh chiều, kinh tối đó là cái kinh của những nhà tu á. Thì nó gồm có bắt đầu vô này, đọc nồi nở đầu, nó đọc thánh vịnh này, có lời Chúa này, sướng đáp này, thánh ca tin mừng này, lời cầu vân vân. Em nói như vậy các bác hiểu, có những ai đọc thì biết. Thì trong cái giờ kinh á, trong cái giờ kinh, kinh mọi giờ kinh, kinh sách, kinh sáng, kinh trưa, kinh chiều, kinh tối, ba bà sơ phải đứng lên mà làm chứng nghe chưa? À. Là thế này, ba bà sơ làm chứng là ba bà ngày nào cũng phải đọc nhé, ba bà không đọc thì không còn khuôn đi tu nữa nhé. À, hỏi ba bà sơ, thì trong cái giờ kinh đó, sau cái ca vịnh nó sẽ có lời Chúa, sẽ có lời Chúa. Không bao giờ trong giờ kinh đọc đó là lời Chúa. Đứng lên đi cho người ta thấy, gật đầu cái đi, đứng lên gật đầu cái đi, để cho người ta thấy. Đấy, đấy, ba bà sơ làm chứng nhé, quân nhà tu làm chứng chứ không phải làm chứng gian đâu nhé.
không bao giờ đọc lời Chúa trong giờ kinh mà có đó là lời Chúa hết. Những người nào đọc giờ kinh thì giơ tay xe nào, đứng lên cho mọi ta thấy là em cũng đọc giờ kinh, em không đọc đó là lời Chúa bao giờ. Giơ lên cho người ta thấy, chứ mà cha giáo nói láo. Tại sao vậy? Cũng là lời Chúa đó. Nhưng trong giờ kinh không bao giờ đọc đó là lời Chúa. Chúng ta chỉ đọc đó là lời Chúa đặc biệt đối với thánh, với thánh lễ. Là bởi vì thế này, trong thánh lễ đó anh chị em sẽ cấu trúc thế này. Khi linh mục đọc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marco, Luca và Gioan, xong đọc, xong rồi ông đọc đó là lời Chúa, thì chúng ta sẽ thưa này, lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thì cái cấu trúc của tin mừng thì bao giờ ông cũng đọc này: Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô, thì khi mà đọc tin mừng đó thì cái cấu trúc ở trong thánh lễ là cấu trúc của một thừa tác viên có chức thánh, mà nó đặt ở trong thánh lễ thì nó phải đầy đủ hết, từ chào, lời chào cho đến câu dẫn, cho đến tung hô. Khi anh chị em mà đọc kinh đi đám tang, đọc ở nhà, tất tật, anh chị em không phải là thừa tác viên có chức thánh. Anh chị em mà đọc một phát cái, anh chị em làm cha giả luôn. Anh chị em chỉ có thể đọc câu dẫn đả vào. Thí dụ, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh gì? Đọc xong, kết thúc, ngưng. Anh chị em đó là lời Chúa, cái là cha giả luôn đó. Làm cho người ta ngộ nhận mình là linh mục liền. Bởi vì cái cấu trúc đó là cấu trúc của thừa tác viên có chức thánh. Cấu trúc công bố trong tin mừng, trong thánh lễ. Còn bây giờ anh chị em biết, anh đọc kinh ở nhà, anh đọc đám tang là đạo đức hết, toàn là bộ đạo đức hết. Anh làm thế là cuối cùng ra chức thánh với lại giáo dân, nghĩa là trở thành cái gì? Sập xí, sập ngầu, hết tất cả. Vì thế ở đây không phải cấm, nhưng mà khi anh đọc như thế, anh làm gây lẫn lộn giữa vai trò của người có chức thánh với lại người không có chức thánh. Có thế thôi, có thế thôi. Rồi bây giờ ai còn hỏi gì nữa? Chị, để chị hỏi nãy tội nghiệp chị. Dạ thưa cha, con xin muốn hỏi là trong lúc mình đọc kinh lạy cha đó, thì hồi nhỏ con ở trong nhà dòng thì sơ chỉ là mình không có giang tay, không có giang tay và cũng không có raise hand hoặc là rồi hiểu rồi. Bây giờ tại sao con đi ra? Hiểu. Hỏi cái biết nghe câu hỏi rồi, hiểu hết rồi. Ở đây giang tay chưa hết, giang tay còn nắm tay dùng núi giang tay rồi, giang tay rồi còn nắm tay người bên cạnh nữa chứ. À cũng dơ lên đấy. Đây cái câu này đây, cảm ơn chị. Là cái câu thế này, là hội tòa thánh nói thế này. Tôi trong tư cách chuyên môn tôi nói nha, khi đọc kinh lạy cha thì mỗi hội đồng giám mục, ở đây là hội đồng giám mục Hoa Kỳ, ở Việt Nam là hội đồng giám mục Việt Nam, mỗi hội đồng giám mục sẽ quy định tư thế của đọc kinh lạy cha. Tôi không biết, nhưng tôi cứ nói, bởi vì tôi ở Việt Nam thì tôi nắm vấn đề, thì tôi nói tại Việt Nam thì hội đồng giám mục Việt Nam quy định như sau: vì tâm thế của người Việt Nam đọc kinh lạy cha, và tất cả chúng ta đọc kinh lạy cha là tâm thế của người con đối với Thiên Chúa là cha, và văn hóa của Việt Nam là văn hóa của một người con đối với một người cha là văn hóa cung kính. Vì thế hội đồng giám mục Việt Nam nói thế này: tại Việt Nam khi chúng ta đọc kinh lạy cha thì tư thế xứng đáng nhất của một người con đối với Thiên Chúa là cha là chắp tay. Đây là quy định của hội đồng thì Việt Nam đó, là khi chúng ta đọc kinh lạy cha là chắp tay, tư thế của một người con đối với người cha. Còn hội đồng giám mục Hoa Kỳ quy định là bây giờ đọc kinh lạy cha giang tay ra. Có lý do không? Có lý do. Lý do là thế này: về cái phương diện này đó, người ta xem thấy cái thời đầu của giáo hội, trong những thế kỷ đầu của giáo hội đó, thì là khi người ta vẽ gọi là bức phết, tức là những bức bích họa. Anh chị em biết là người xưa hội thánh là bị bách hại đạo. Thế thì trong cái hầm ta gọi là những hang tọa đạo. Có nghe nó hang tọa đạo bao giờ không? Hang tọa đạo là cái gì? Là cái hang gì? Cái hang nó phải là hang chuột chạy đâu nhá.
Đó là cái nghĩa địa ngầm dưới đất này này. Nghĩa địa ngầm dưới đất này. Mà bây giờ ở dưới đó, nghĩa địa mà người ta đào xuống những đường hầm, trong người ta chôn người chết ở dưới đất, người ta còn hang tại đảo. Thì trên cái bức tường của những hang hầm dưới này, người ta vẽ những cái bức vẽ mà như thế kỷ đầu, là tư thế của người Kitô hữu cầu nguyện là giang tay ra thế này. Giang tay có nghĩa là này, đó là cái tư thế của người Do Thái, của người Do Thái. Của người Do Thái là cầu nguyện là giang tay ra. Anh chị em có biết tại sao người giang tay ra không? Các bác nhìn em nè. Các bác nhớ cái câu chuyện cái ông Mô-xê, cái lúc bây giờ người Do Thái đánh nhau với quân Amalek, đánh nhau quá trời, quen nhau quá trời. Thế thì cái ông Mô-xê, ông giang tay ra, ông cầu nguyện. Mà hễ ông buông tay xuống thì người Do Thái thua trận. Thế mà ông giang tay ra thế này thì người Do Thái thắng trận. Bây giờ làm sao được? Thế là cuối cùng người ta phải nhờ hai cái người kia đỡ hai cái tay của ông, để cứ bao lâu ông giang tay ra thế này thì là người Do Thái thắng trận, còn hết buông tay là chết. Có biết cái câu chuyện này không? Ai biết giơ tay xem nào. Cô công nhận ở đây giỏi ghê á. Công nhận người Việt ở San Jose, Đức Mẹ La Vang này, chuyên gia kinh thánh rồi đó, giỏi ghê đó. Đấy. Thế thì nghe này, thì cái tư thế giang tay để cầu nguyện là tư thế trong Cựu Ước đó. Thế thì khi lúc bây giờ các Kitô hữu, anh chị em nhớ như này nè, bây giờ chúng ta gọi là người Công giáo, người có đạo. Ồ, cái này là chúng ta nói sai. Ba thế kỷ đầu thì những người tin Chúa họ vẫn chân trong chân ngoài, họ cũng chưa biết mình như thế nào. Họ toàn lấy những cái tập tục của người Do Thái, họ đem áp dụng thôi. Chỉ có mỗi cái khác biệt là người Do Thái không có cử hành thánh thể, còn tất cả các cử chỉ họ làm hết. Họ làm hết y si như người Do Thái ấy. Các bác có tin em nói không? Bây giờ chúng ta gọi là thế này, chúng ta lấy của người Do Thái đó. Chúng ta nói bây giờ chúng ta nói đến kinh thánh của chúng ta. Kinh thánh thì còn có Cựu Ước và Tân Ước, phải không nào? Ai nghe đến kinh thánh của cái Cựu Ước và Tân Ước giơ tay em xem nào. Rồi nghe tiếp này. Người Do Thái không có ý niệm Cựu Ước và Tân Ước, chỉ có chúng ta mới gọi Cựu Ước và Tân Ước thôi. Còn người Do Thái gọi là Kinh Thánh. Chúng ta gọi là Cựu Ước bây giờ là toàn bộ tất cả những cái gì mà viết trước Chúa Giêsu là Cựu Ước. Sau Chúa Giêsu, từ các tin mừng cho đến các thư Phao-lô hay gì, chúng ta gọi là Tân Ước, để nó phân biệt với những gì là Cựu Ước. Hiện nay bây giờ chúng ta đọc Kinh Thánh, toàn bộ Cựu Ước của chúng ta là của người Do Thái. Họ đang đọc bây giờ, họ đang đọc EC bây giờ này. Hiện nay bây giờ họ đang đọc mà chúng ta lấy của họ đọc đó. Chứ chúng ta không có đọc gì khác đâu nha. Thế thì nhiều cái cử chỉ của người Do Thái chúng ta lấy, trong đó có tư thế giang tay. Thế thì bây giờ Tòa Thánh nói là cái kiểu của người Do Thái ngày xưa cầu nguyện là giang tay, thì mỗi một hội đồng giám mục sẽ quy định có nên giang tay hay không. Thì tôi xin trả lời nha, tôi không có nói trả lời thay các cha nha. Là tôi sang bên Hoa Kỳ này, tôi thấy anh chị em giang tay khi đọc kinh lạy cha. Nếu hội đồng giám mục Hoa Kỳ quy định như vậy thì chúng ta làm. Nhưng tôi hỏi các cha ở bên này, vì tôi là chuyên viên, tôi hỏi các cha Việt Nam ở bên này, cha có văn bản nào của hội đồng giám mục Hoa Kỳ bảo rằng là đọc kinh lạy cha giang tay không? Thì xin cha cho con một bản để con về con dạy học. Không ông nào cho hết. Không ông nào cho hết. Không ông nào cho hết. Vì cứ trông thấy thì bảo nhau làm thôi. Cứ người này bảo người kia làm thôi. Còn văn bản chính thức của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, không ông nào cho hết. Không ông nào cho hết. Trước mặt Chúa tôi nói thật, tôi xin hỏi. Bởi vì tôi là chuyên viên nên đến đây đâu tôi thấy cái gì tôi phải hỏi. Không ông nào cho hết. Thì bây giờ em nói rõ như thế này này. Các bác giang tay đó, thì kệ bác, các bác. Em cũng chả biết. Vâng, dạ mời cháu đi con. Mời cô. Em cũng chả biết. Bởi vì em không phải ở Hoa Kỳ. Mà em hỏi mấy cái ông kia ông bạn cũng chả có. Thôi tụi em chịu. Chịu. Rồi bây giờ hỏi gì nữa không? Cho giới trẻ hỏi cha. Giới trẻ hỏi đi. Dạ con chào cha. Con xin hỏi là cái bàn tiệc lời Chúa là mình chỉ là để đọc bài đọc 1 Thánh Vịnh. Thôi đọc cha hiểu con rồi, cảm ơn con. Nhưng mà con cái muốn hỏi là mấy cái gì rao có đứng đó được không? Rao lời Chúa. Đúng, cha hiểu. Phải mở miệng ra là cha hiểu con hỏi nghĩ. Cái gì rồi. Giêsu yeah. Câu hỏi này nó nhiều. Há miệng ra cha dạy thâm niên này, hỏi cách để cha biết hỏi gì. Nghe đây.
anh chị em này, ròm lên trên này này, à, ròm lên đây, nghe đây, anh chị em thấy cái giá này không? Thấy cái giá này chưa? Anh chị em thấy cái giảng đài chưa? Rất là mừng hôm nay cái câu hỏi của bạn đó. Giảng đài là bàn tiệc lời Chúa, và chỉ ở nơi đây lời Chúa được tuyên phán thì mới đứng đây. Vậy thì lời Chúa được tuyên phán ở nơi đây chỉ được phép đứng đây làm những việc sau đây: công bố lời Chúa bài đọc 1, bài đọc 2 và bài tin mừng. Bắt buộc, bắt buộc ba cái bài này phải ở đây. Không được đọc bài đọc 1, bài đọc 2 chỗ nào, cũng không được đọc bài tin mừng. Càng cấm một số ông cha đứng ở phúc, đứng ở bàn thờ mà đọc bài tin mừng là tào lao đấy em. Ba bài này bắt buộc, bắt buộc. Bài đọc 1, bài đọc 2 và bài tin mừng ở đây. Tại sao? Anh chị em nghe đây em, thầy giáo nói này, anh chị em nghe đây lời Chúa đây nha, nên mới bắt buộc này. Thế khi mà bất cứ ai đọc, giáo dân hay ông cha đọc, thế thì chúng ta thấy một cái bài đọc nó sẽ gồm có 3 phần: trích sách tiên tri Isaiah, trích thư thánh Phaolô, hay tin mừng Chúa Giêsu Kitô. Thì cái câu đó là câu trích dẫn. Cái câu trích dẫn nói là tôi sắp sửa đọc cái này này, là nó dẫn là trong sách này này này. Sau đó rồi là thừa tác viên là giáo dân hay linh mục sẽ đọc cái nội dung của cái đó. Đọc cái nội dung của nó xong thì bao giờ nó có cái câu tung hô: đó là lời Chúa. Đó là lời Chúa, có nghĩa là cái đoạn tôi vừa đọc trích ở trong sách này, đó là cái lời của Chúa. Khi tôi đọc đó là lời Chúa thì tất cả cộng đoàn mới đáp tạ ơn Chúa. Tạ Chúa có nghĩa là gì? Cái lời tôi vừa công bố là Chúa nói, nên tôi mới tạ ơn Chúa. Còn nếu thừa tác viên là người trần còn khuya tôi mới tạ ơn Chúa. Nên cái lời công bố đó, cái lời công bố là lời của Chúa, thì mới đôi đầu ông mới đọc đó là lời Chúa, thì đó là lời Chúa nó đọc ở đây. Nên cái chỗ này này anh chị em này, anh chị em mới thấy chỗ này tôi đọc đó là lời Chúa, thì cái chỗ này lời của Chúa đây, đó là cái lời tôi vừa nói, thì cái chỗ này là lời của Chúa mới gọi đây là bàn tiệc lời Chúa. Các bác hiểu em cái nghĩa không? Ai hiểu cho tay em xem. Đó là lời Chúa, vì thế ba cái bài mà có chữ đó là lời Chúa nó buộc phải ở đây, vì lời của Chúa bán ra nên tôi mới tạ ơn Chúa, tôi đứng đây. Ba cái bài đó bắt buộc đó. Còn đáp ca, bài giảng hay lời nguyện chung thì có thể đọc ở đây. Có thể đọc ở đây. Đáp ca có thể là ca đoàn hay là gì đó. Bài giảng có thể cha đứng đây hay là cha đứng ở chỗ giảng kia, không có bắt buộc. Rồi lời nguyện chung cũng như vậy. Nhưng ba cái bài kia thì bắt buộc. Tuy nhiên bạn ấy hỏi, vậy thì giả thiết bây giờ ở giáo xứ Đức Mẹ La Vang của chúng ta, tôi thấy là trước giờ thánh lễ thì đứng ở dưới kia thì có một cái anh em chị em nào đó sẽ rao ý lễ hay nhắc nhở gì đó, là người đó nhận dặn dò hay gì đó, người đó đứng đây này, người đến đây, thì toàn bộ tất cả những gì không phải bài đọc 1, bài đọc 2, bài tin mừng, đáp ca, bài giảng lời nguyện chung, thì những cái đó là thuộc về cấu trúc của phục vụ lời Chúa, thì tất cả những gì rao vào bảo gì buộc phải đứng ở đây, leo tót lên trên kia mà đọc là tào lao thiên địa đó, leo tót. Một số nơi, vì thế chúng ta phải điều chỉnh lại, một số nơi khổ thân một cái không phân biệt đây chức năng của bàn tiệc lời Chúa, cứ leo lên đó vì tiện ở nơi đó có micro, khổ thân vậy đấy. Có micro mà bây giờ chả có biết nói làm sao, thì trên đó tiện có micro, thế là lên trên đó có cọc 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 hay nói. Đấy là cái sai. Sai vì là không phân biệt được, nhưng mà tiện, cái tội là bởi vì mượn micro trên đó nói, chứ còn cũng không phải là bởi lạm dụng. Hiểu em nói chưa? Đấy. Đồng ý chưa em? Ừ, rồi ok. Rồi ai hỏi gì? Dạ thưa cha, có cô này muốn hỏi cha.
Đây có bác trên này nữa. Con Việt chào cha và cộng đoàn, con là Loan. Con có biết một người trong cộng đoàn đây á, đi lễ, cái bác đó đi lễ xong đem mình thánh Chúa về cho mẹ của cô á, xong rồi đem tới nhà thì mẹ cô đi chơi mà cô không biết. Xong đến lúc gọi điện mẹ ở đâu, bà nói tao đi chơi 2 ngày nữa tao mới về. Thì cái cô bà mới nói là mày đem mình thánh Chúa để ngay đầu giường cho tao rồi, 2 ngày nữa tao về rồi tao rước. Mà con biết như vậy là 3 lần rồi á cha, thì vậy thì sao? Thôi bây giờ cảm ơn nha. Thêm cái sự kiện đây là cái tai nạn đó. Cảm ơn chị. Bây giờ nhân cơ hội này, tất cả các thừa tác viên trao mình thánh Chúa nghe. Hôm qua tôi có trao mình thánh Chúa ở một nhà thờ. Ngày hôm qua tôi làm lễ mấy nhà thờ á, làm lễ sáng 10 giờ ở định nhà thờ Đức Mẹ La Vang này, rồi 3 rưỡi làm lễ nhà thờ Saint Elizabeth, rồi 7 giờ làm lễ Saint Victor. Đấy. Thì tôi không có nói nhà thờ nào, nhưng một trong 3 nhà thờ thì khi đó có một người lên rước lấy mình thánh Chúa. Họ mở cái hộp ra, họ nói: sao? Mẹ Chúa tôi, cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy? Tôi cứ làm vợ như tôi không biết. Mở cái hộp ra, tôi hỏi: cái gì? Một bánh thánh. Thò tay mà chắc làm lễ quen này. Một, mở cái hộp ra, có nghĩa làm dấu cho vào đây một nhé. Tôi cứ làm lơ. Tôi hỏi: cái gì? Cho con một. Thế tôi hỏi về này, tôi hỏi về này: chị được đưa mình thánh Chúa cho bệnh nhân vào. Thưa cha vâng. Cha xứ có cho phép không? Thưa cha có. Thế tôi bảo: chắc chắn không, không được lừa dối tôi. Và thưa cha vâng, con vẫn đem đi. Thì tôi phải kiểm tra 2-3 lần ấy. Thì tôi mới đưa bảo, rồi tôi đưa. Xong tôi nói là: có cái gì đeo trước ngực không? Bảo thưa có. Thế người ấy mở ra cho trước ngực. Đúng chính xác luôn. Tức là tôi đã kiểm tra rồi tôi mới cứ đưa nhau, chứ không phải vậy là đợi này, em không có chịu đâu nha. Đây đấy, chết đó em. Rồi hỏi xe tha xứ cho. Rồi sau đó rồi em bảo: có cái gì đeo trước ngực không? Được. À vậy thì được. Mọi người mở ra, có nghĩa là cái người này là đã xin phép che xứ rồi và đã có cái dụng cụ đàng hoàng tử tế, mở ra cho cái hộp và đeo trước ngực thì tôi mới tin, chứ còn cầm cái đi xuống là tôi không cho đâu. Vậy nghe đây tất cả mọi người đây, khi đưa mình thánh Chúa cho bệnh nhân thì bắt buộc nha, bắt buộc nha, không một ai được phép là tự động xin đưa mình thánh Chúa về cho ba má hay người yếu đuối của mình nếu mà cha xứ hay là người chịu trách nhiệm là, thí dụ tôi nói ví dụ nha, tôi đây bây giờ tôi không phải là cha xứ ở đây, ông cha tướng. Thì bây giờ giả dụ bây giờ một người nào đó, bây giờ bố mẹ đau ốm thường xuyên, bây giờ phải đưa mình thánh Chúa thường xuyên, thì buộc lòng cha tướng phải xin phép đức cha để cho cái người đó trao mình thánh Chúa, gọi là thừa tác viên ngoại lệ thường xuyên mà cho bệnh nhân. Thì ở đây thừa tác viên ngoại lệ trong thường xuyên cho bệnh thánh Chúa thì sẽ có 2 dạng. Dạng là ở nhà thờ cứ chia phiên, cứ đều đều, cũng phải có đức giám mục cho phép. Còn dạng mà đưa mình thánh Chúa cho mẹ cũng đều đều, cũng phải đức giám mục cho phép. Chia 2 loại: loại cho bệnh nhân ở nhà và loại ở nhà thờ, đều đức giám mục cho phép hết. Nhưng mà tôi bây giờ tôi nói thừa tác viên ngoại lệ từng lần. Bây giờ tôi nói thí dụ một bác nào đó nói với tôi này: cha ơi cha, thật sự ra má con á, hay ba con xưa nay vẫn đi lễ đều đặn hàng ngày, nhưng mà hôm nay, tôi nói ví dụ nha, tôi đã thiết hôm nay ba má con mới bị tai nạn, ba má con không có đi rước lễ được. Thì bây giờ con, ba má con khao khát rước Chúa lắm, mà giờ cha xứ không có, bây giờ cha dâng lễ, thì con xin cha trao mình thánh Chúa. Tôi kiểm tra, tôi thắc mắc, tôi kiểm tra cho đúng thực trạng, tôi không có nói đại cũng được đâu nha. Thì thấy đúng tình trạng này này. Thì trong trường hợp đó, thì cũng giống như là tôi, bây giờ lễ, bây giờ đông người, mà bây giờ thiếu người thừa tác viên, thì tôi xin mời vài ba người. Thì trong trường hợp đó, thì cái người đó xin lần đó, thì tôi nói hôm nay thôi nha, vì tai nạn mà cha xứ không có, tôi cho phép bác anh chị đưa mình thánh Chúa lần này mà thôi. Thì cái trường hợp đó là thừa tác viên ngoại lệ từng lần cho bệnh nhân. Có hiểu em nói không? Vì thế không vì lòng cảm thương, thấy ba má mình cần, bây giờ tội nghiệp mình xin mình thánh Chúa là cấm đấy nha, không được phép làm đâu nha. Phải là thừa tác viên, phải là giáo hội, tức là người có trách nhiệm cho phép mới được. Nhớ chưa? Không có cầm thò xin được nha. Rồi, đó là chuyện thứ nhất. Thứ hai, chưa, câu hỏi này nó hơi rài tí cho chắc chắn. Thứ hai, luật hội thánh dạy rằng khi đưa mình thánh Chúa cho bệnh nhân thì từ khi bắt đầu nhận mình thánh Chúa thì dù đường xa hay đường dài thì chỉ có một mục đích là từ lúc nhận mình thánh Chúa thì đưa trực tiếp đến cho bệnh nhân, không được nhất cử lưỡng tiện. Nghe em nói này, đưa mình thánh Chúa cho bệnh nhân
Má, 9 giờ mới rước lễ, mà em đi lễ 5 giờ sáng. Thế từ 9 giờ cho đến 5 giờ, 4 tiếng đồng hồ. Em rước Chúa, em đi siêu thị này, đi Costco này, đi làm móng tay này. Ôi dồi 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 dồi, luật cấm nghe chưa, luật cấm nghe chưa. Không bao giờ được phép tiện, bây giờ bảo tí nữa, bây giờ em đi lễ. Em đi lễ thì mãi 9 giờ má mới rước lễ, thì bây giờ đưa đi đâu? Thôi thôi em tiện em đi, luật cấm đấy nha, luật cấm đấy nha. Không được phép cho Chúa đi dạo chơi nghe chưa. Ê xung lại Chúa tôi, đi Chúa đi dạo khùng hết đấy cả. Đi Costco rồi đi siêu thị, đi làm móng tay rồi. Ôi trời 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 trời. Trong trường hợp đó thì sao? Các vị mục tử phải để ý thế này. Khi lúc bây giờ các ngài trao mình Chúa cho cái người đó, nhưng mà nếu bây giờ người đó không thể đem đi ngay được, thì luật là phải đi từ nơi nhận, đưa thẳng cho bệnh nhân. Không được phép đi lang thang, đem Chúa đi lang thang nha. Nhưng bây giờ mãi 9 giờ cơ cha, mà hãy chiều cơ, mà mỗi khâu lên lễ buổi sáng thôi mà chiều mới rước lễ được. Thì nghe đây, tất cả mọi người nghe đây, phải ông tướng ông nghe mới được. Ông tướng không nghe thì ông biết làm sao đây. Ông tướng là ông cha tướng đó. Là trong trường hợp này, những người nào mà họ xin trao mình Thánh Chúa cho bệnh nhân, mà bây giờ họ sẽ nói là con đi lễ sớm hay là lễ gì đó, mà cái người đưa mình Thánh Chúa bệnh nhân, bệnh viện hay là gì, con sẽ không thể nào đưa ngay trực tiếp sau thánh lễ được. Thì cha tướng sẽ làm thế này, là cha xứ đó, như tôi cũng này, là sẽ này này, tất cả những người nào mà đưa mình Thánh Chúa cho bệnh nhân, tôi xin xác định thánh lễ là giờ này thôi. Thì những ai nhận mình Thánh Chúa, tôi sẽ bỏ vào cái bệnh, vào trong cái hộp này, và mình Thánh Chúa tôi không có để trong nhà tạm, bởi vì anh chị em vào trong nhà tạm sẽ lạm dụng. Thì ngài sẽ xác định một vị trí trong nhà xứ, trong nhà thờ, chỗ nào tùy nghi. Chính ngài đấy nhau, chính ngài phải xác định nhau một chỗ nào trong nhà xứ, trong nhà thờ tùy nghi mà thuận lợi cho cái người đó đưa mình Thánh Chúa. Ngài sẽ để mình Thánh Chúa đó, phần của ai, phần của ai, vẫn phải để đèn trầu như thường. Rồi đến cái lúc mà bây giờ lễ xong bất kể, mà bây giờ tôi sẽ thấy cái người đó mới có mặt, thì khi ấy tôi sẽ từ nhà tôi đến ngay cái chỗ mà cha xứ để đó, tôi lấy cái phần của tôi, tôi đi thẳng đến bệnh nhân và đưa cho bệnh nhân. Cấm nhật không được đem mình Thánh Chúa về nhà để đầu giường hay để chỗ nào, luật nguy hiểm lắm nghe không. Ngài sẽ để ở cái chỗ nào đó và nào thuận lợi thì đến đó lấy mình Thánh Chúa đi thẳng cho bệnh nhân. Lại Chúa tôi bà nội nào để 2 ngày, chết cha rồi. Rồi tiện thứ hai, khi đưa mình Thánh Chúa cho bệnh nhân thì tất cả mọi người phải nhớ Chúa rất cao cả, phải để trong hộp đựng đàng hoàng và đeo trước ngực, không được phép bỏ vào bóp nhé. Trong bóp có cả mấy cái côi, cứ bôi cũng trong bóp, kiếng soi nhíp nhổ cũng có trong đó. Chúa cũng cho hết cả một ráo nạo vào trong đó, luật cấm đấy nghe không. Chúa phải ở một vị trí độc đáo riêng, và đó chính là đeo trước ngực. Người nữ cũng đeo trước ngực, người nam cũng đeo trước ngực, cung kính vậy ấy. Cho bà bóp, tôi chết rồi. Cho bà bóp rồi làm lung tung đấy, tôi chết. Rồi bây giờ tiếp đây, còn câu hỏi này nữa cho nó hết đi đây. Chưa. Giờ còn 2 câu. Câu này phải cho xong. Giải quyết cái câu này cho xong. Thế thì đưa mình Thánh Chúa cho bây bệnh nhân. Mời em ở dưới kia trước rồi qua. Bây giờ để cha giải lời hết cái câu này, chứ không cho giải lời nó chưa có xong. Cái câu rước mình Thánh Chúa cho bệnh nhân. Thế bây giờ có cái câu chuyện này, đưa mình Thánh Chúa cho bệnh nhân. Bây giờ có muốn nghỉ không? Ai không bằng lòng muốn nghe nữa thì giơ tay xem nào. Kìa, xem giơ tay, tôi nói tí nữa đi. Nghe cho đã thì đây. Khi đưa mình Thánh Chúa cho bệnh nhân, này nghe, đưa mình Thánh Chúa cho bệnh nhân thì không buộc bệnh nhân phải rước hết một mình Thánh Chúa. Liệu khả năng họ rước bao nhiêu thì bẻ Chúa ra bấy nhiêu. Lại Chúa tôi, nó rước Chúa được đâu. Nó rước vào, nó ọc ra rồi làm sao. Có ông cha kia ông bảo, thế nó ọc ra mình phải ọc vào. Mẹ Chúa, làm sao nó ọc vào được. Chúa không phải chết tươi. Không, đừng có làm tờ bậy. Nó ọt ra như vậy, mình phải liệu chừng những cái người mà rước mình Thánh Chúa, bệnh nhân rất nguy hiểm. Toàn bộ tất cả những ai nghe đây, chuyên gia đưa mình Thánh Chúa cho bệnh nhân, phải đưa, cần có 3 dụng cụ này. Nghe không?
ngoại trừ là điệu mình đeo, mình thấy Chúa ở trước ngực là cung kính rồi. Còn trong cái bóp của mình phải có ba cái vật này nhau, để phòng ngờ tai nạn xảy ra, nó ọt ra thì phải biết cách xử lý. Thứ nhất, phải có găng tay, nhớ chưa? Hai, có napkin, giấy ăn. Ba, có bọc ni lông. Thế mà nó ọt ra một cái găng tay, mình hốt Chúa vào trong giấy ăn, rồi cho vào bọc ni lông. Vậy làm gì? Giải pháp tốt nhất là chôn xuống gốc cây. Chôn xuống gốc cây nhé. Giải pháp thứ hai, nếu mà không chôn gốc cây, phơi khô Chúa đi, rồi hỏa táng. Cấm nhặt, không được hốt Chúa tòe loe tòe lét, xong rồi đem về bỏ vào bọc lên, vào bọc thùng rác là phạm thánh đấy nhá, phạm thánh, phạm sự thánh đấy nghe chưa. Do đó cách giải pháp tốt nhất thì ở bên Hoa Kỳ này đất nó rộng lắm, cứ đem chôn vào gốc cây hết tất cả nhá. Còn Việt Nam nó không có, Việt Nam nó nghèo, nghèo khó lắm, Chúa nó chật chội vô cùng, đem cứ phơi nóc nhà cái chỉ hết nắng thì là mai mời Chúa hỏa táng Chúa luôn đấy, không việc gì hết, hỏa táng cá bịch lên lông cá tất tật tật hết đấy cả. Không được bỏ vào thùng rác. Rồi bây giờ ai hỏi câu này, câu cuối cùng nha chưa? Dạ, xin lỗi tôi. Dạ thưa, dạ thưa cha, con hỏi cho con hỏi một câu. Con sinh hoạt trong cộng đoàn của con trong giờ chầu thánh thể đó, thì con thấy là sau cái phần mà cung kinh thánh thể thì mọi người cách mình thánh Chúa đi, rồi sau đó mới đọc kinh cầu cho các linh mục hay là cầu gia đình. Thì con thắc mắc là tại sao để Chúa đó để mình đọc kinh cầu cho các linh mục hoặc cầu cho các gia đình thì vẫn được sao mà phải cách đi vậy? Ok, bây giờ có cái này này, bây câu hỏi kết thúc này không được hỏi nữa nhá. Cái câu hỏi nóng hổi đây này. Các bạn nghe đây, nhìn cha giáo này. Chúng ta đặt mình thánh Chúa thì tên gọi là chầu thánh thể, nhớ chưa? Chầu cái gì? Chầu chúng ta chầu cũng là chầu vua hay chầu nào kia, thì bây giờ chúng ta thấy chầu vua là chầu thánh thể. Thánh thể là gì? Mình thánh Chúa đến đây. Ôi cha ơi, đây là một điều rõ nhất này, chúng ta chả có hiểu gì tất cả. Lấy một cái ví dụ rất đơn giản, tôi cam kết là giáo xứ Đức Mẹ La Vang có làm, người ta gọi là chầu lượt đó. Thì cứ chầu lượt thì cứ là hết tốp này chầu, xong rồi tốp kia vào, cứ là lượt vậy phải không nào? Và cái này là cái phạm nặng nhất đây, Chúa Giêsu Thánh Thể đặt ở trên đây sẵn đây. Thế cái tốp kia, tốp đầu tiên nó chầu, bây giờ nó chuẩn bị nó ra. Thế thì mình chuẩn bị ra mà Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn trên bàn thờ. Thế mà chuẩn bị ra thì cứ thấy bình thường là không có chầu lượt. Thì khi lúc là đặt mình thấy Chúa trên đó thì bình thường chầu lượt, tức là bình thường không có gì. Thì lúc bây giờ hát về Đức Mẹ là cha đã đặt mình thấy Chúa, cha cứ cất mình thấy Chúa ở trong nhà chầu rồi. Nhưng mà đây chầu lượt thì Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn đang ở trên bàn thờ. Thế nhưng mà nó đi ra hát đi. Ra bây giờ mình ra hát. Mẹ ơi, đời con roi bước theo mẹ. Mà Chúa Giêsu Thánh Thể con đang trên bàn thờ kia. Thế cái tốp sau nó bảo kìa, mẹ ơi rồi, mẹ ơi rồi, nó sắp sửa ra rồi. Thế là nó ra thì cái bài hát mẹ giấu những cái dấu chỉ là hết ở đấy nhau. Rồi bên tốp kia nó bảo à, nó hát Đức Mẹ nó ra rồi, bây giờ tí mình chuẩn bị vào. Thế cái tốp sau nó vào, thế bảo mình chưa có bắt đầu gì hết, bây giờ bắt đầu phải xin Chúa Thánh Thần. Thế bắt đầu, nhân anh cha và con và anh thần, amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần. Rồi tí nữa mình bảo, tí mình đi ra, mình ra bảo, lúc nãy nó hát mẹ ơi đời con nhớ Đức Mẹ, bây giờ mình chuẩn bị ra. Thì mình hát bài khác, sạc bài, sang kết bài kết thúc để đi ra. Bây giờ hát bài khác, không hát bài nó nữa, mình hát tung hô nữ vương cao sang hiền vinh. Tốp nãy nó ra nó hát mẹ ơi, tốp này tung hô. Thế tốp kia, bây giờ tốp thứ ba nó bảo nãy cái bọn này nó hát cầu xin Chúa Thánh Thần. Bây giờ mình vào, mình cũng làm dấu ánh giá. Nên cha và con và anh thần, amen. Giờ không hát cầu xin Chúa Thánh Thần nữa, hát câu hát. Xin ngồi ba thiên chúa sang ngự xuống trên chúng con. Xong tí mình ra, mình không hát tung hô, không hát gì, nó mới hát này. Mẹ, lạy mẹ Maria, mẹ thiên chúa, mẹ đồng trinh. Chúa Giêsu Thánh Thể từ lúc đầu hết tốp này nó ra, Chúa Giêsu vẫn đi trên bàn thờ kia. Ơ hay, chúc mày lúc mà Đức Mẹ, Đức Chúa Thần, chúng mày chầu cái gì vậy? Chúc mày chầu bá tánh à? Chúc mày chầu bá tánh, đáng lý phải chầu Thánh Thể, nhưng mà lôi thì lúc thì Chúa Thánh Thần, lúc thì Đức Mẹ. Ôi cha ơi, Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu Thánh Thể trên bàn thờ, tăng sông luôn đấy. Chúng ta vớ kinh nào đọc kinh đấy, đọc cho đủ hết cái giờ thôi. Đọc kinh nọ kinh kia tùm lum tất cả. Chúng ta không bao giờ nhắm vào. Mà trong khi chầu Thánh Thể là phải nhấn mạnh vào Thánh Thể Chúa.
chúng ta vớ đâu kinh ra đọc kinh lung tung. Vậy thì tóm lại này, khi đặt mình Thánh Chúa tuyệt đối không đưa Đức Mẹ Đức Mung vào đó. Bây giờ thí dụ chầu lượt Chúa Thánh Thần, Chúa Thánh Thể đó không có đưa Chúa Thánh Thần vào nó luôn. Chúng ta nhiều khi Chúa Thánh Thần là bắt đầu, nhưng mà bắt đầu khi lúc bây giờ thông thường là chúng ta bắt đầu cầu Chúa Thánh Thần hay đọc kinh Chúa Thánh Thần là bởi vì khi đó chưa có đặt Thánh Thể. Rồi khi chúng ta hát Đức Mẹ là Cha đã cất mình Thánh Chúa vào rồi. Có hiểu em nói không? Hiểu rõ giơ tay em sẽ nào. Còn mình chả phân biệt gì, cứ vớ cái gì cũng làm thế. Thành thử ra chúng ta phải sửa lại anh em. Còn bây giờ đọc kinh về linh mục hay cái gì nữa, chúng ta chú ý đây, thì cái kinh linh mục đó luôn luôn hướng đến Chúa Giêsu để thánh hóa linh mục, rất là tốt. Tóm lại, hễ chầu Thánh Thể, toàn bộ từ đọc kinh này đến kinh kia phải hướng về Chúa Giêsu. Còn có mẹ ơi với mẹ ơi, thánh này thánh kia là tào lao thiên địa nhá. Tôi nghỉ nhá. Cha ơi, một câu cuối cùng. Thôi, 9:15 rồi, chúng ta đã lỗ nửa tiếng rồi. Một câu cuối cùng cha. Ai lại chút tôi cũng vẫn còn đây. Cô này còn xin câu nữa. Chúng ta hết giờ rồi, không. Chúng ta kết thúc thôi. Cảm ơn cha. Mời thầy. Vâng, kính thưa cha giáo Vinh Sơn. Con xin thay mặt cho cha chính sứ, cha phụ cha phụ tá cũng như toàn thể cộng đoàn dân Chúa, giáo xứ Việt Nam Đức Mẹ La Vang chúng con xin chân thành cảm ơn cha đã ưu ái đến với giáo xứ chúng con dâng thánh lễ, chia sẻ lời Chúa, rồi đặc biệt tối nay đã giảng dạy chúng con về phụng vụ thánh lễ. Những lời giảng của cha rất là chuyên môn sâu sắc mà cũng rất gần gũi, dễ cảm động lòng người, đi vào lòng chúng con để chúng con được hiểu biết, ghi nhớ, để chúng con tham dự bàn tiệc thánh được sốt sắng, tích cực và hiệu quả. Chúng con xin chân thành cảm ơn cha, và giờ đây xin cha và mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng lên để cha cầu nguyện một lời nguyện kết thúc và ban phép lành cho chúng ta để kết thúc. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chính sự hiện diện của Chúa nơi bí tích Thánh Thể, nơi mà chúng con cử hành Thánh Thể hàng ngày khi chúng ta cũng còn đến với Chúa nơi bàn tiệc thánh. Xin cho chúng con biết gặp gỡ Chúa mỗi khi đến với bí tích Thánh Thể để chính Chúa là gia nghiệp của đời chúng con. Buổi tối hôm nay, xin Chúa cho chúng con hâm nóng tâm hồn yêu mến Chúa để dù trong vai trò gì, trong ban phụng vụ, trong ca đoàn hay là những người giáo dân tham dự thánh lễ, chúng con gặp gỡ Chúa. Một người anh em vô thần, không có đạo, đã khao khát nói với Chúa: lạy Chúa Giêsu, Chúa đang hiện diện bí tích Thánh Thể, xin cho con gặp gỡ Chúa. Họ đã gặp gỡ Chúa. Còn chúng con đây tuyên xưng đức tin vào sự hiện diện của Chúa trong bí tích Thánh Thể, xin Chúa cũng cho chúng con gặp gỡ Chúa mỗi khi chúng con đến với Chúa trong cử hành thánh. Xin Chúa thôi thúc lòng chúng con để khi gặp gỡ Chúa, niềm vui của chúng con, hạnh phúc của chúng con là có Chúa trong cuộc đời. Xin Chúa thương nghe lời chúng con. Amen. Giờ đây tôi ban phép lành kết thúc cho anh chị em. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em một đêm bình an. Chúc anh chị em niềm vui gặp gỡ Chúa mỗi khi tham dự cử hành Thánh Thể. Bây giờ á, bác chủ tịch nói là có cái chút của ăn, thì xin cha chúc lành cho ai ở lại được nhá. Xin Chúa thương chúc lành cho của ăn mà Chúa ban cho chúng con, cho tình thương của Chúa, và qua của ăn này chúng con nối tiếp tình huynh đệ mà Chúa ban cho chúng con để chúng con phục vụ Chúa và mọi người. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Cảm ơn anh chị em.